Trung Toàn. Ok, các bạn khỏe không? Hôm nay mình có cô model này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm làm design móng nhọn nha mấy bạn. Làm móng nhọn làm dài chút. Okay, cô thích làm móng dài, móng nhọn. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái đó. Hiện tại bây giờ mình đang dùng cái đầu dũa này thì mình đẩy cái biết của ai phá phách. Mình đẩy cái mấy cái da chết cho nó ra chút xíu nha. Hello Andy, khỏe không em? Hello cua. Hello cua tí tí. Cua khỏe không cua? Hôm nay mình có người mẫu này là nhân viên của mình chứ không phải là khách. Mình lấy tay lên làm mà cô nhân viên này thích đeo móng dài lắm. Lúc nào móng dài mà móng nhỏ lại thích. Hello Thanh Tuyền, em khỏe không? Ok, để sau đó tiếp tục các bạn coi này ha. Mình sẽ từ từ mình sẽ chạy cái đầu dũa này, là cái đầu dũa Diamond Square. Các bạn có thể chạy sát vào cái cuticle này. Cái cách chạy của các bạn nhớ là nó nhẹ nhàng thôi ha, nó không có, chủ yếu là mình chạy cho nó sạch cái cuticle hai bên, cho nó khỏi rớt vào tình trạng bị lip á. Các bạn nên nhớ là nhiều người làm mà hay bị lip lắm. Theo David thấy là nhiều người gửi hình cho David coi đó. David thấy là mới đắp xong là đã bị lip rồi. Nếu mà mới đắp xong mà mình nhìn thấy cảm thấy bị lip là như vậy này. Là vì lý do các bạn đó lấy cái bột khô quá. Tại vì bột nó chưa chín mà. Và đâm ra khúc mà mình nhìn là cái cách của mấy bạn đã đắp á, là mình biết mấy bạn lấy bột hơi bị khô rồi. Các bạn nên nhớ là lấy cái bột nó quan trọng lắm. Lấy rất bột rất là quan trọng. Lấy làm sao mà cho nó bột nó chín đều. Quan trọng là nó chín đều. Mà khi mà cái bột nó chín đều rồi đó thì cái phần bám nó thấp lắm, nó không có cao. Cái phần lip chứ, xin lỗi. Đều chín đều thì cái phần mà bám rất là tốt. Còn phần lip thì nó thấp lắm, nó không có nhiều, tại vì nó không có lý do, nó không có cái gì để mà lip được cả. Nhưng mà mấy bạn nên nhớ là cái chưa tắm xong anh lip rồi. Em trời ơi, em tắm kiểu này chắc hết nước rồi quá Bella ơi. Anh đổi ý rồi Bella ơi, đáng nhẽ là hôm nay là anh lip nè, anh có một cô yêu cầu deep, nhưng mà bây giờ cái cô khách này á, cô model này á, cô nói đắp cho cậu đi, cô không muốn deep. Thì để ngày mai đi, ngày mốt đi, mình có người nào mình sẽ deep cho mấy bạn coi lại nha. Xin lỗi người đẹp, hôm nay mình không có deep được. Hôm nay là mình chỉ có dập thôi, chứ mình không có deep nha. Mình chỉ có đắp thôi. Đắp mà nếu mà đắp mà nói ra cái chữ mà không có dấu thì nó là dập, đúng không? Hôm nay là mình dập chứ mình không có dị đít. Rồi, hello Neil Thiêu, khỏe không em trai? Sao rồi, có gì vui không? Ngày hôm nay mình sẽ làm những cái design nhẹ nhàng lạ. Vâng, anh luôn chịu lòng chúng em. Anh dĩ nhiên rồi, anh đang chiều lòng em 100%. Em không muốn deep, em không muốn đắp, em muốn deep, em không muốn đắp, em không muốn deep, là anh sẽ làm theo ý em, thấy không? Cái này không đúng. Mình muốn tìm cái thiết liên nó đang nằm ở đâu.
Em là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu. Ô một khi đầu vai mình. Em là ai trên cuộc đời này, từ từ tìm quên sâu cay. Em là ai cho ta đợi, mong được thấy em trong cơn say. Em là ai? Ủa cái hộp tiếp của mình đâu rồi ta? Bỏ tiếp mình đâu rồi? Tìm không ra. Các bạn chờ nha, mình đi tìm cái hộp tiếp của mình dục đâu rồi. Sáng nay mình lại lúng túng như thế này. Cái hộp thiếp đâu rồi ta? Trên cuộc đời. Rồi đây. Mà tiếp này tiếp ấy chứ không phải là tiếp không phải là tiếp không nó có chứ. Nó không phải là tiếp clear. Thôi kệ nó, mình chơi tiếp này đi không sao cả. Mình đang tính là mà em ở đây nè anh. Hello no say. Đã bao à, đầu mài bao nhiêu vậy anh? Đầu mài là đầu Diamond Square đấy em. Em ở đây. Rồi. Rồi em ở đây, anh cũng ở đây luôn. Sửa soạn vô. À, mình sẽ dùng cái chai Super Base này nha. Đã sao? Đã lỡ bỏ tiếp mục anh hát rồi hả ta? Mình có anh hát cho nó thời gian nó trôi qua trong lúc mình đi tìm mấy cái thiếp á. Nhớ ha mấy bạn, nhớ là làm cầm tay lên mình coi nha. Coi mấy em đi về hướng nào. Mấy em đi về hướng nào thì mấy bạn nhớ là đi đo cái gắn thiếp vô nó rất là quan trọng. Mình gắn thiếp méo cái là hộp móng có tên Tammy kìa. Nó đúng rồi. Tammy á. Đúng rồi. Tên Tammy, các bạn nhìn kỹ lại, đo lại cho nó kỹ nha. Nó ok thì mình mới cho thêm lớp nữa. Mấy bạn nhìn nè, nếu mà mình nhìn cho kỹ á, thì mình thấy cái móng này của người ta nó đang từ trong này nó đi ra. Nhưng mà đi ra đây thì là cái móng này nó đã cụp vào như thế này. Nếu mà mình đi theo cái đường cụp này mình gắn như vậy là mình bị méo, mình phải đi ra xa xíu. Thường thường những cái móng mà mình ăn da đó, mình gắn sâu vô xíu. Các bạn hiểu không? Gắn sâu vô. À, để cho nó thấy. À, nó hơi méo. À, cho nó ra ngoài lại. Cái này cái chai keo này được cái là trong mấy bạn có cái thời gian mà khi để mà nó khô đó mình tháo nó ra được. Chứ còn nhiều khi cái loại móng, cái loại keo đó, mình đưa nó vào là dính chết luôn. Không tháo nó được nữa. Cái em này được cái là tháo ra liền. À. À, nhìn cho nó thật đều ha. Chỗ nào nó đều rồi thì mình bỏ cái keo nó vào. Đấy. Where can purchase the nail tip? Oh yeah, Dorisa, the nail tip is from one of my educators. She sold them. Her name is Tammy Lee, TAMMYLE. Or you can go to the supply. They have them at the supply too. But I don't know where you at, so I wouldn't tell you where to go. But some supply do carry them. But this here, I bought it from her. From this lady, her name is right here, you can see. Yes.
She probably around. She probably she was here earlier. Let me tag her name in so you could you can go ahead and inbox her. À, Nhi, em khỏe không? Hà Nhi, em đi làm chưa? Nãy mình trong đây mình sao có mũi nó chui nó cắn mình. I am located in San Luis. Okay, she's on the Facebook. She's on Facebook. Yeah. Let me tag her name right there for you. Tammy. Yeah. You did my name when I came to Max. Oh yeah, I did. Okay, I was there. I did. I was in Max New Supply, San Luis. How y'all doing? Are you guys up and running? Are you guys busy at all? I mean, this everything is going on is crazy, mad. A lot of places still closed down. Anh có đăng ký trang YBT nail xe không ạ? Anh có đăng clip ở trang YBT nail xe không ạ? Là ở đâu vậy em? YBT xe là đâu? Oh, you are running? Oh, great. Okay, good. Yeah, because a lot of places are not even open. And now, ready to close for the second time. So I don't know when they're going to be up in some place in California. This is like crazy. One after another. So bad. Don't know what to do. YouTube hả? YouTube. Anh có ở trên YouTube á. Nhưng mà nếu mà em vào YouTube thì em bấm vào cái chữ David Hoàng đó. Nhưng mà thường thường trong YouTube thì nó hơi bị trễ rồi nha em, nó hơi bị behind rồi. Anh thì nếu mà em coi live Facebook này đó thì nó live thì nó lúc nào nó cũng tốt hơn là coi như Facebook. Facebook là có nhiều đúng rồi, có nhiều mấy bạn chị em á họ share ra đó. Chứ thực sự là anh không có bỏ lên, anh để cho người ta tự động người ta share ra giùm. Thì kệ nó, mỗi người benefit được chút, mỗi người có lợi chút. Mấy bạn đó share ra, mấy bạn có chút tiền để mấy bạn xài. Anh thì anh không lên tâm, quan tâm đến cái đó. Anh để cho mấy bạn nó share dùng cũng được. Hiện tại anh không có thời giờ để anh share đó, anh có thời giờ upload lên này kia cực quá. Ai muốn share được anh cũng thoải mái, tha hồ mà share. Rồi. Em mở cửa vui thôi chứ không có khách. Cũng giống vậy đó ha, mở cửa vui cũng cái đó cũng đúng đó nha. Thiệt tình luôn á. Mở cửa ra mà không khách thôi, khóc luôn, khóc ròng luôn. Em khỏe, em đang ăn sáng, em trở lại 10 giờ nên cũng thành thôi. Ô vậy hả, xuống vậy. Anh gì vậy? Cho anh tô coi. Good. Wow, chị này chịu già dữ ha. Cái này do you do one-on-one classes? Oh, no, hon. Unfortunately, right now, I'm not doing anything. I just don't have time to do any class. I was about to hold another class here, the end of July. You know, me and one of the educators, we take about 20 people. But in the end, we have to cancel the classes because of the
of the thing that's going on right now. Yeah, too crazy, so bad. Bữa nào mình có co, bữa nào ai muốn làm một móng, ai muốn học một cái móng là gọi là dài thì là dài lên một ngắn này, gắn thêm một cái nữa vô. Mình có một người model thích đeo móng dài lắm, dài cỡ nào cũng thích. Hello Vanessa, em khỏe không em? Về nó xài bên em sao rồi em? Có gì lạ không? Đi lại em, bên em đi làm lại chưa? Buôn bán lại được chưa? Anh thấy năm nay cũng hơi mệt mỏi ha. Kinh tế xuống quá trời là xuống rồi. Nhiều công ty coi như là cũng tue tua, rất là nhiều công ty có thể là sẽ bị coi như là đi vào tình trạng nguy hiểm đó. Ok, nào bây giờ mình vừa xếp lại nha. Bên em 76 mở cửa lại làm ồ vậy đó hả, bên em mở cửa lại là hồi tháng đó là tháng 76. Bên ok, vua sếp gì thì vua ha, trước khi mình vua cái sếp nào cũng vậy hết á, mình quan tâm lắm, nhưng mà mình cần phải vua thẳng trước cái đã, rồi mình muốn đi cong đi quẹo đó là ăn thua mình thôi. Đây mình sẽ cố gắng vua cái sếp này cho nó thật nhỏ và thật nhọn, tại vì nó đã gọi là chết nhọn rồi thì mình phải làm cho nó thật là nhọn. Nó nhọn nó bén thì nó mới cứ đẹp được không? Good morning Lan, em khỏe không? Nay có đi làm không Lan? Nó nhớ là hồi sớm anh, hồi anh nhớ là sáng nay anh dạy deep đó, chứ không phải anh làm deep chứ không phải là anh làm bắp bộ. Nhưng mà cô này cô muốn làm dài dài xíu, nhỏ nhỏ thì đâm ra anh, cô muốn thích đắp bộ hơn thì đâm ra anh làm đắp bộ cho cô. Nếu bạn nên nhớ là cái gánh thiếp là một cái vai trò quan trọng thứ nhất ha. Rồi cái quan trọng thứ nhì là cái sếp này, mình nên vúa sếp cho nó thật đều và thật đẹp ngay lúc này, để chút xíu nữa sau khi mình làm đó mình sẽ không có bị tốn thời gian để mình vúa sếp lại. Tại khi mà bột đã đắp lên móng rồi thì nó có cái độ dày, mà nó khi mà đã có cái độ dày rồi đó mình vúa sếp cực lắm, mấy bạn hiểu chưa? Đâm ra mấy bạn chịu khó, mấy bạn vũ ngay bây giờ đi, vũ thật đẹp. Nhưng mà cái quan trọng thứ ba là cái quan trọng mấy bạn cần phải đắp bột cho thật đều, thật chuẩn. Mấy bạn bỏ thời gian ra mấy bạn vũ như thế này đang có này, thế này này. Nhưng mà sau đó mấy bạn vũ đắp bột, mấy bạn đắp nó không có đẹp đó, thì cái đó nó rơi vào cái tình trạng cũng y chang là ấy thôi. Thành cái tình trạng giống như là bị ẩu, làm ẩu vậy đó. Thì đâm ra nếu mà mình làm ẩu cái khâu đó đó, thì tất cả những khâu này thành ra là nó vô dụng. Đắp là phải đắp làm sao cho nó thật đều. Đắp xong rồi đó là mình nhìn nó là mình thấy wow, nó không cần phải vũa nhiều. Cái đó nó là nó theo kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng mà David luôn luôn mấy bạn hướng dẫn cho mấy bạn đó là đắp như thế nào á, cho cái cục bột nó đẹp mà nó chuẩn mà nó đều,
nhiều khi mình không cần phải làm lắm nhiều lắm đâu. Tại vì mấy bạn cứ nên nhớ là như vậy này, nhiều khi mấy bạn overwork á. Overwork nghĩa là sao? Overwork là mấy bạn làm đắp nhiều quá, mấy bạn lo lắng nhiều quá, mấy bạn làm cứ cây cọ cứ vút vút hoài. Thì xe không cần phải vút, các bạn cứ để yên cho cái bột nó chịu chảy mà nó tự nhiên. Mà khi mà bột của mình nó chảy nó tự nhiên rồi đó, nó sẽ tạo ra cái rất là thẳng, nó đã tạo ra một cái như là cái trên cái mặt bột nó rất là smooth. Cái smooth đó đó nó nói lên cái sự đẹp đẹp của cái cục bột của mình đó, là cục bột của mình nó smooth đó, là mấy bạn không phải vũ nhiều đó, mà nó để lại cho cái bột của mình nhìn vào đó, nó rất là sang trọng mà nó đẹp, nó bright red là cái màu của mình nó vừa đủ chín đó, thì đó, mà nó chín tự nhiên á thì lúc nào cũng vậy hết, nó rất là đẹp. Hello Morgan em, tiếp đục giống của anh bên này không có. Olan em đang ở đâu? Hello chuyện người ấy là ai? Hello người ấy ơi, người ấy khỏe không? Đó. Tiếp đục em đang ở đâu vậy Olan? Tiếp đục thì cái này thì anh không có, nhưng mà cái này của cái cô của một cô mà, cô trên mạng á, cô Temile, cô là người bán cái này. Đó, bạn coi lại ha, rồi mình dỡ tay người ta lên là mình kiểm soát coi. Mình cảm thấy là những cái bóng tay của người ta này nó có đi chung hướng với nhau hay không. Nếu mà nó không chung hướng thì mấy bạn phải đổi cho nó thật đều, nhưng mà nó chung hướng rồi thì thôi, không sao hết. Mình sẽ đi qua tay kế tiếp. Em ở Đức à? Ồ, bên Đức hả? Bên Đức có bán cái này không ta? Đức kêu Thu Nail Supply. Thu Nail Supply. Thu Nail Supply ở Essen. Em tới Thu Nail Supply ở Essen đó, em coi thử coi. Có bán mấy tip này không? Em thử tới đó thử coi. Với lại Center Nail Supply ở Leipzig. Center Nail Supply ở Leipzig nha. Em có thể để em tới đó hai địa điểm đó em coi thử nha. Còn nếu mà không có nữa thì em bay qua đây đi, anh tặng cho em bịch. Hà Lan. Nha em. Em bay qua đi rồi anh ra phi trường anh chở em, rồi anh đưa em về tặng cho em bịch. Anh ơi, hôm nay có like móng có phiền không anh? À, bây giờ mà anh muốn có phiền cái thằng này thì anh phải cắt ngắn lại, anh phải phá đi hết rồi cắt ngắn lại. Hôm nay là cái cô này cô thích nhọn 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 như vậy này. Hả? Thôi mình bữa nào tuần vừa rồi anh có like coffee rồi đó, hai tuần vừa rồi anh có like coffee này, lúc lâu lắm anh không có like móng nhọn. Dạ em khỏe, chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn em, cảm ơn người ấy nhiều. Hết dịch kiểu gì em cũng qua anh. Ôi vậy hết rồi, nhớ nha, qua đây anh tặng cho em bịt, tặng cho em bộ móng tay này ha. Rồi tặng cho em bịt móng nữa. Hello Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường khỏe không? Khỏe không brother? Nhớ nha mấy bạn, giữa chịu khó cái khâu này mình làm thật kỹ lại, thật đều lại. Rồi sau đó mình sẽ không có tốn nhiều thời gian để mình giũa lại nữa. Chứ mình đắp cho nó thật gọn lại trong cái móng đó. Chỉnh tay xuống anh. Là sao? Chỉnh tay xuống là sao? Mình cắt da xong rồi mới đắp hay đắp rồi mới cắt da? Nếu em muốn cắt da thì em nên cắt da trước khi em đắp. Tại vì khi mà em đắp xong rồi mà em cắt da đó, thì tất nhiên em phải đẩy da ra. Mà em đắp rồi mà em đẩy da ra mà em cắt da thì nó sẽ bị cái tình trạng coi như là nó
nó bị cái space á, giống như là cái móng của nó đã chạy, nó đã mọc ra khoảng một vài ngày rồi, thì đâm ra có nhiều người khách họ không thích, thì đâm ra em chịu khó em đẩy da đâu đó, em làm sạch sẽ vệ sinh đâu đó hết, sạch sẽ da rồi em mới đắp ha. Tính chạy xuống anh ở Phi Loan, em đang ở đâu, em đang đâu chạy ngang hả, chạy xuống đi hả Phi Loan, chạy xuống đây anh làm cho bộ này. Con dịch dùng chú kia. Dịch dùng hả? Chờ dịch dùng hả? Thì ở chính dậy xuống anh. Tưởng đâu là... À, anh hứa cho Cường ha. Mùa này là chạy mùa ở đó hơi xa nha brother. Rồi coi kỹ lại nha. Hello Alakos. Dạ em, cảm ơn anh em. Bên Việt Nam cứ đắp rồi mới cắt móng em thấy bên khung. Đúng rồi, em đắp rồi mà em cắt đó là em mới cắt da đó, thì nó sẽ bị tình trạng là nó không có ấy, nó không có đều, mà nó không đều thì nó không có bằng nhau á, thì đâm ra là cắt giống như là đã làm bọc ra rồi, bắt đầu mới thì nó không có đẹp đẹp lắm. Rồi mình lấy cái này, các bạn thấy cái đầu dũa này không? Cái đầu dũa nó chạy rất là ngon, nó chạy nó không có bị nó không có ăn vào cái móng thịt của người ta, mà nó chỉ ăn trên cái móng, nó chỉ ăn trên cái màu thịt thôi. Đó, nó làm cho cái thịt mỏng đi này. Thì các bạn nên nhớ là mình đắp hay mình dip gì cũng vậy, nhưng mà dip thì nó quan trọng hơn là đắp. Cái này nó phải thật là đều, mà nó phải thật là flat, nó phải flush vào với nhau, nó phải đều vào với nhau. Thì mình dip nó sẽ không bị gồ ghề, nhưng mà mình đắp thì nó cái tình trạng gồ ghề thì nó hơi khó hơn. Nhưng mà cái dũa này rất là ngon. Nè, cái dũa này được cái là chạy được cuticle được này, thấy không? Đẩy da đây này, các bạn thấy không, coi nè. Thấy không? Đẩy da cuticle sạch này, thấy không? Đó, nó làm cho cái cuticle người ta nó tròn này, mình đắp cục bộ nó tròn và nó thấy đẹp nè, mắt này, thấy không? Và nó cũng được cái là nó thể nó clean up ở dưới này luôn này, thấy không các bạn, thấy không? Đó, nó nhiều tác dụng lắm cái đầu dũa này. Đầu dũa có tên gì? Cảm ơn anh. Đầu dũa này nó kêu là gel remover. Nó kêu là nó kêu, xin lỗi, không phải gel remover, cái đầu dũa này nó kêu là cuticle remover. Nó có bán ở trên mấy supply có bán này. Đầu dũa của Chisel nha. Ở thành phố nè. Thành phố thì trên supply thì thành phố nào có, thành đa số là ở supply nào có thì đều có hết. Good morning em Jenny, em khỏe không? Em chuẩn bị chưa? Chút xíu nữa anh chạy lên gặp em á. Hay là em chạy xuống đây gặp anh. Jenny. Rồi sau đó phụ bụi đi ha. Okay, thật đều ha mấy bạn. Ở Việt Nam có bán không? Ở Việt Nam có em, ở Việt Nam thì có một em tên là Annie Lê. Em đã có bán mấy cái sản phẩm của Chisel hết. Có con này nó có mũi. Cái này nó lại chích đập một con này, máu không nhín ngay tay. Rồi thịt không đó em bao cà phê cho anh luôn, nhớ nha, đi nha anh. Là anh gì với cà phê là anh mê cà phê lắm á, anh nghe tới cà phê là anh chạy liền á. Rồi sau đó mấy bạn nên dùng một cái lớp, cái này là cái primer nha mấy bạn. Cái lớp này là cái lớp, cái primer này nó có hai cái tác dụng. Cái tác dụng đầu tiên là mấy bạn dùng cho bột, cái tác dụng thứ hai là mấy bạn dùng cho gel.
khi mà mình dùng cho gel đó, nó sẽ không làm cho cái gel của mình nó bị nhăn. Đó. Thì hiện tại bây giờ là mấy bạn có thể là liên lạc những supply để mà lấy về. À, cái mùi nó không có hôi mùi, nhưng mà nó là một cái primer bám rất là tốt nha mấy bạn, bám chắc lắm. À, mình làm tới nào mình làm primer tới đó nha mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm hai cái màu này, mình sẽ làm cho mấy bạn coi. Cái glue đó, đây cái màu này. Glue đó sao em? Anh ồ vậy đó, bên taxi đó ha. Oh wow. Nó đúng ra bây giờ nhiều nơi bị quá. Anh cái bột clear ở dưới. Tại vì cái màu này nó cũng không có phải là cái màu Starbucks nha. Ok rồi, anh Starbucks là anh mê nhất Starbucks mà. À. Nè. Tức là vợ của thằng Hàng nó không trả lời hả? À, mấy bạn thấy cái màu không? Nó à, thấy không? Ôm nó vô này. Nhẹ nhàng ha, nhớ làm gì làm. Mình làm những động tác thật là nhẹ nhàng. Mình chịu khó, mình làm sao để cho này, mấy bạn nhìn kỹ này. Mấy bạn nhìn khó, mấy bạn làm sao mấy bạn giữ được cái shape của nó. Đừng bao giờ làm mất cái shape của nó hết tất cả, đúng không? Mình làm mất cái shape á là cực lắm, giũa cực lắm, thì đâm ra chịu khó giữ cái shape. Mình đã giũa sạch rồi thì mình giữ y cái shape tùy trang với tình trạng không thay đổi nha. Màu cục nhẹ nữa này, mấy bạn thấy không? Đi sát vào cái đi cầu ha. Nè, ôm nó vô nè. Thấy không? Thấy chưa? Cái màu anh dùng glue để gắn tiếp vậy. Ờ, cái dùng glue đó là cái đó là super deep base đó em. Nè, bạn thấy không? Nè, ôm sát vào nè. Thấy không? Ôm sát vào nha. Thấy không? Nhớ là làm gì thì làm này. Mấy bạn nên chịu khó để ý cái chỗ này này. Đừng có để cho cái cọ của mình nó dính vào trên da các người khách. Này, mình vỏ đẹp không em? Này, đừng bao giờ để cho dính da. Mình làm mà để dính da đó là nó sẽ tạo ra cái nó bạn nó bị nó gọi một cái nó bị là allergy, nó bị dị ứng đó. Thì đâm ra người ta bị ngứa. Đó, mà người ta bị ngứa đó thì người ta trở lại, người ta không muốn trở lại, người ta làm móng tay nữa, mình sẽ mất khách đó. Đó, có nhiều người ta sợ, ta không dám làm nữa. Đó, thấy không? Rồi, mình sẽ làm qua cục bột thứ hai nha. Các bạn coi. Đây là cái màu này để mình nói cho mấy bạn nghe tại sao, lý do tại sao cái bột này nó bị như thế này. Lâu lâu đó, mình sẽ dính vào cái tình trạng đó là cái bột nó bị này, nó bị, các bạn nhìn này, heo nó thấy nó cục gì không? Này không có bị gì hết á, tại vì cái máy nó bơm cái này vô đó. Nó pack quá. Khi mà cái máy nó ép xuống mà nó pack quá đó. Nó pack quá thì nó sẽ làm cho cái tình trạng bột của mình nó sẽ bị tình trạng đó, mấy bạn xếp lên như vậy. Đó, thì nó sẽ hết đi thôi. Không có gì hết tất cả. Bạn thấy chưa? Nè thấy chưa? Đó, mình lấy nó ra rồi đó, nó không còn những cái hột hột này nữa. Bạn coi này, tiếp tục lại ha. Ừ, cái màu này hôm nay mình làm những cái màu mà nó tương tự với nhau. Đây, các bạn coi tiếp tục màu thứ hai nè. Bây giờ các bạn thả cái bột ngay cuticle nha. Thấy ngay cuticle không? Nè, thả xuống này. Nghiêng qua một bên này ha. Bạn vút nhẹ vô cho David nè. Ha. Đó. Cái này mình làm mỏng mỏng xuống xíu ha. Các bạn thấy mình vuốt nó chưa? Mình kéo nó đi ra ngoài luôn này, mấy bạn nhìn này. Thấy chưa? Thấy không? Thiệt là nhẹ nhàng ha. Mấy bạn nằm cho nó sát xuống này.
mình muốn cho cái shape của nó vẫn y chang như cũ, thì mình đập nó mạnh ngay chỗ này chút xíu để cho cái độ này nó mỏng ra. Ok, bạn vuốt nhẹ cái thì nó đi ra được cái đường nhọn chọn nhọn nhọn tròn. Ok, ngay chỗ cuticle này mình cho thêm cục nhỏ ngay cuticle để cho nó thật đều và nó thật sát vào đó. Như bạn nhìn kỹ này, thấy không, làm sao thì làm cái chỗ đẹp nó nằm ở ngay cái chỗ cuticle này, nó tròn này, mà nó tròn như vậy thì sẽ đẹp hơn, đúng không? Hai anh hello, anh phải để ngón tay song song với mũi hay anh hay nghiêng tay cũng được? Anh phải để ngón tay song song với mũi. Không em, anh cái ngón tay này anh làm lúc mà anh làm đó. Đây là bây giờ anh sẽ cho nói cho em biết nha. Đây là tay người khách đây, đúng không? Người khách đây. Người của anh á là cái bên cái tay phải của anh á, nó đang song song. Cái tay phải của anh này nó đang song song với lại nó đang song song với lại ngay giữa cái bàn tay này. Cái tay phải của anh nó hello hello Kejo, my friend, how are you? Hiểu không? Ok, here. My the way that I sit. Ok, you guys go ahead and I'm gonna show you how I sit so you guys could imagine what it is look like. Ok, this is her nails. This is her nails. Ok, look at her nail. To me, I'm sitting my shoulder, I'm sitting right straight with the tay của David đang đi với lại tay của người này. Thì mấy bạn mấy em hiểu không? Anh đang nghiêng người như vậy đó, thì nó anh nghiêng như vậy đó thì nó đây. Rồi sau này anh sẽ làm khúc này ở đây, bạn theo dõi mình sẽ cho chút xíu vào đây ha. Thì mình sẽ bỏ em này vào đây. Mình bỏ cái này vào đây rồi mình giữ cái này ở trong này luôn ha. Mình sẽ không tháo ra. Để chút xíu nữa mình có chút xíu design là mình quét nó lên đây luôn này. Đó. Sau đó mình lấy cái bao, mình lấy cái bao ni lông nào cũng được hết, mình giữ nó lại cho mình. Hello Thúy Nguyễn Lê, em share giùm cho anh nha, anh cảm ơn em nhiều. Rồi. Ok. Rồi đó, mình để cho nó khô rồi chút xíu mình đắp bột lên, rồi mình sẽ làm cho một chút xíu. Mình sẽ đắp mấy cái màu. Wow, hôm nay anh chơi lưới. Đúng rồi, hôm nay anh giăng lưới này. Lưới anh bắt mấy em nè. Em nào mà dính lưới ráng chịu nha. Dính chà nha. Ok. Mình sẽ có theo mấy bạn theo mình có những design như vậy là mình đưa nó vào ha. Một bên thôi. Rồi sau đó mấy bạn lấy cái bột clear ha. Làm gì làm mấy bạn có cái bột clear không? Đây. Đây, mình lấy cái bột clear mình bỏ lên cho mấy bạn coi. Yeah, the mess. You like the mess? You can get this at Joanne Fabric. Hello, Hannah. Em khỏe không em? Em sao rồi? Có gì lạ không? Nè. Tại vì lúc nãy mình làm cái cục bột kia nó mỏng đúng không? Để cho mình có cái bột clear này ở trên này. Chúng tôi là nó. Chứ nếu mà mình làm dày quá đó. Mình bỏ cái bột clear mình, tại vì trước khi mình làm mình phải chú ý là mình đang làm cái gì ha, mình biết là mình có cái plan là mình đang làm cái gì trên cái bóng đó. Thì mình nếu mà mình đã muốn là mình có cái những cái design hay là những cái gì để mình capsulate bỏ nó vô đó, thì nhớ là mình làm cho cái màu ở dưới nó mỏng thôi. Mình đừng bao giờ mình làm dày quá, mình làm dày quá thì mình bỏ design lên là xong luôn, khỏe không? Anh hả? Anh khỏe, anh thấy em là anh khỏe rồi. Hả? Hannah.
nhớ đắp ha, mình đắp từng từng một chi tiết một, không cần phải đắp một lần nhiều cục, không phải đắp một lần một cục, đắp một nhiều cục cũng được, miễn sao mình đắp cho ra cho nó thành những cái đấy thôi. Bây giờ mình tiếp tục là cái màu này này, cái màu này cũng lạ này, mình màu này là bạn thấy cái màu đâu, nó là một cái màu gray này, bạn thả cái cuticle này, con này nhẹ này vô này, thấy không, kéo xuống này, thấy chưa, chú ý này, thấy không, cái cách đi việc làm này bạn nhớ chú ý này, thấy không, để ra này, thấy không. Đó, đi xuống tên luôn, cuối cùng á mình ôm thằng này vô chút này, mình ôm này vô chút này, mình lo ngay cuticle chút xíu này cho nó thật mỏng này, tại vì cuticle này nó mỏng như vậy đó, nó đều, nó ôm vô thì nó sạch lắm, nó đẹp, nó làm cho cái chút xíu đó mình vũ đi đó, nó làm cho cái cho cuticle mình nó tròn mà nó nhìn nó sạch sẽ. Đấy, bạn thấy không, mình ôm nó vô hết này. Các bạn thấy cái tay trái của David đang moving around cái tay của này không, cái tay phải là mình vẫn cái thế, mình kéo nó xuống này, ôm nó vô này, mình dùng cái cọ mình ôm nó vô này. Đấy, giờ vuốt nhẹ này, thì bây giờ mấy bạn lấy cục bột thứ hai này, ok, các bạn thả cái cuticle này, thấy không, vuốt nó xuống cái này, đẩy sát vào này, thấy chưa, mày đẩy sát vào không đó, ôm nó lại nè, ok là chịu khó ngay cuticle này này, mình nắn nó, ok, đừng mấy bạn đừng có, mấy bạn nhìn kỹ thì mấy bạn thấy ngay chỗ này nó bị lõm ngay đây nè. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ lõm này, thì không sao hết, là mấy bạn khi mà nó lõm mấy bạn lấy cái bột để thấm xuống miếng giấy này cho nó bớt nước đi này, mình thả cái bột được ngay chỗ lõm, đừng làm gì hết này, cứ chờ cho nó một vài giây rồi sau đó mấy bạn mới đập nó ra, mấy bạn vuốt nó xuống thì nó mất cái lõm này đi liền ha. Ở bên châu Âu người ta làm móng nhọn như thế này nhiều anh nhỉ, đúng rồi, bên này bên bên Mỹ em ơi, châu Âu cũng có nhưng mà bên anh không nhiều bằng Mỹ đâu anh ơi, bột lưu huỳnh Việt Nam đắp cục nào cũng đóng cục hu hu giờ dịu. Anh mấy em này, anh chỉ cho em mấy em một cách, nếu mà ở Việt Nam đó mà đắp bột, tại vì Việt Nam mình nó rất là Việt Nam mình á thì thời tiết nó khô quá, nó nóng quá thì đâm ra nó khô nhanh. Nó có một số công ty bán liquid Mỹ á, có một cô tên là Lộc Lê hay là Annie Lê đó, cô đó bán liquid của Mỹ nha, liquid chảy giống như bên Mỹ vậy nè, nhưng mà nếu mà ở Việt Nam thời tiết nó vẫn nóng thì nó vẫn khô nhanh. Nhưng mà nó có một cái là mấy em nên nhớ, một cái ly liquid giống như thế này, mình bỏ vô một cái, mình bỏ vô một cái tô lớn như thế này nè. Ví dụ bây giờ nè, đây là cái tô này phải không, mấy bạn bỏ nước đá, bỏ đá chung quanh đây, sau đó mấy bạn bỏ cái ly này ngay chỗ này nè, đó thì cái nước đá đó đó nó làm cho cái nó làm cho cái nước liquid này nó lạnh, nó dễ chảy mà dễ đắp lắm, mấy bạn hiểu chưa. Nếu mà ở Việt Nam gặp tình trạng đó là mấy bạn phải nên làm như vậy. Tại vì hồi xưa đây mình có về Việt Nam làm rồi, mặc dù ở Việt Nam có phòng máy lạnh, nhưng mà cái, tại vì cái máy lạnh của trong cái một cái studio để mà làm móng tay đó, nó cũng đủ lạnh thôi, nó không lạnh giống như bên Mỹ, nó khoảng 78-79 độ. Nhưng mà đó, David phải bỏ cái liquid này vô trong tủ lạnh hay là David ngâm thì cái nước liquid này nó mới lạnh, nó mới tạo ra cái độ chảy cho mấy bạn được, chứ còn không nó khô rất là nhanh, mấy bạn không có làm được một gì hết, nó khô là nó khô rất là nhanh, mấy bạn hiểu không. Rồi bây giờ mình coi, mình sẽ làm cái này, cái móng móng clear ha, và mình sẽ lấy cái móng clear và mình sẽ lấy cái móng này mình làm, ok, mình sẽ không có là nó clear clear này, và cái màu này nè, nè bạn thấy không, mình làm cái móng này là móng clear, nhưng mà mình sẽ cho cái cái màu này là cái màu đây đó, bạn thấy không, cái này là cái kim tuyến của cái màu neon mới đó, trong 22 màu mới đó. Nhà nhiều em học đi, em làm đi, em sẽ thấy cái sự thay đổi rất là nhiều anh, tại vì anh hướng dẫn nhiều người làm kiểu đó lắm rồi.
Hình như là ai cũng làm, người ta cảm thấy là rõ, rất là bột chảy rất là đều. Nhưng mà nhớ là phải cái dùng cái liquid mà liquid ấy cơ, liquid mà liquid chảy cơ. Liquid mình kho bỏ khử mùi vào có nên không anh? Được với em bỏ khử mùi vào, ok. Em muốn bỏ khử mùi vào nó cũng được. Tại vì bỏ khử mùi vào nó làm cho giảm cái mùi đi, nó cũng bớt, nó cũng đỡ. Này, theo đó mình bỏ bột clear lên nha mấy bạn. Bột clear mấy bạn bỏ lên nè. Cái nghiêng qua một bên này ha. Các bạn để yên cục bột được thấy không? Các bạn kéo này. Mình không làm gì hết á. Có nhiều người cứ cứ lo vuốt vuốt cái cục bột á. Mình càng vuốt nhiều thì cái bột của mình nó sẽ bị mất, nó bị mất đi cái độ bóng. Các bạn hiểu không? Ừ. Các bạn làm mà mình có cái mình để cho cái bột nó chín tự nhiên á, lúc nào nó cũng đẹp hết tất cả. Mấy bạn ôm vô này thấy không? Mấy bạn vuốt nhẹ cái là nó ra à, một bộ đẹp quá anh Hoàng ơi, mà giờ dịch khách vắng quá. Phật đúng rồi em, anh ấy anh thấy là ở đâu cũng bị vắng hết á, ngoại trừ khách của em là khách trẻ. Hiện tại bây giờ là những chỗ nào á, anh nói cho nghe này, những tiệm nào mà khách lớn tuổi đa số là bị vắng hết. Thực thật luôn, khách lớn tuổi là vắng hết, chỉ có khách trẻ thì mới không có vắng thôi. Khách trẻ là như thế này nè, khách trẻ họ không có quan, mấy em trẻ, mấy đứa trẻ nó không quan tâm lắm, nó vẫn đi làm móng tay bình thường, nó không có gì hết. Nhưng mà đa số là những khách người nào mà lớn tuổi là họ không dám đi ra ngoài đường, mấy em hiểu chưa? Họ không dám đi ra ngoài đường. Thâm ra bây giờ, hiện tại bây giờ là tất cả những tiệm nào mà khách lớn tuổi là bị chậm hết. À, nhưng mà mấy khách mà trẻ tuổi thì lại khác nha. Họ không có bị chậm đâu. Nó đúng ra thì chậm thì biết xịt nào cũng chậm cả. Nhưng mà nó vẫn sống được. Nó sống rất là tốt. Con thấy chứ lõm không? Con thấy ngón trỏ vẫn bị lõm phải không chứ? Ngón trỏ là ngón này hả? Ừ, cũng bị lõm ở đây nè. Đúng là có chút xíu nữa chú trở lại chú coi là chú làm lại. Ừ, đúng rồi, nhìn ngang qua thấy lõm thì mình không để ý đó. Hiểu không? Thì đâm ra là những chỗ nào mà mấy bạn bây giờ mấy bạn nên như vậy này. Các em nên như vậy này, các em nên nên đầu tư vào đắp bột đi, chịu khó hỏi đắp bột đi. Tại vì cái bột đắp á, cái lượng khác mà đắp bột á nó không có mất, lượng khác đắp bột không có mất, vẫn còn nhiều. Nhưng mà lượng khác deep á, hoặc là lượng khác tay trên nước, mấy bạn bị mất đi. Mất đi là vì người người ta kêu chú là không cho thấy em đâu nha. Ừ đúng rồi đó. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy em trẻ còn điệu lắm. À, cỡ như anh vậy đó là vẫn còn điệu lắm ha nè. Anh thằng thằng con của anh đó năm nay nó mới tuần rồi, nó 12 tuổi. Mà nó với anh là hai cha con dậy thì cùng 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 một lúc luôn á. Nó vậy thì mình cũng vậy thì luôn đó nha mấy bạn. Con trai mình có đứa con trai 10 12 tuổi, ảnh to lắm rồi. Ảnh gần nặng bằng mình rồi, ảnh gần cao bằng mình rồi. Sắp sửa qua mặt rồi. Em ế à? Ờ em bị ế hả? Chết cha chứ em bị sao mà bị ế? Ha ha. Hả Trang? Lý do gì mà em bị ế? Nói cho anh nghe coi. Đây, ngay chỗ này đây. Cục bộ cái đây nè. Để anh yên nha. Đừng làm gì hết nha. Để yên đó. Ừ, cho nó vừa khô khô xíu. Nếu mà mình vuốt đi liền thì nó chạy đi mất tiêu rồi, nó không còn được cái đó là ngay đó nữa.
Ừ, thường thường lúc nào mình cũng phải nhìn ngang qua mình coi nó ok hết rồi mình thôi. Anh thì trẻ mãi rồi. À, cọ 12 cọ này khoảng chừng 34 đồng nha. Anh Hoàng ơi, sao em tìm Facebook chị Lộc Lê hay Annie Lê gì không thấy nè. Chờ chút xíu, anh bấm vào cho. Em Mỹ Lê nè. Hay Mì Lê nè, ok. Khách về rồi trốn hết này, rồi Lộc Lê nè. Vũ Lộc Lê thì mình có Annie Lê. Nè, có Annie Lê này đó, anh bấm vào đó. Rồi đó, em thấy chưa? Em thấy chữ Annie Lê không? Đó, em tìm cái đó đó. Có người hỏi ở bên Việt Nam đó, Tammy. Người hỏi bên Việt Nam làm sao mà tìm ra em. Tìm ra chỗ Lê Lê Bé Lộc á, để bán bột chi sầu. Rồi. Con nghe không kịp rồi chú. Nghe không nghe kịp gì con. Ok. Bây giờ nè, mình sẽ lấy màu trắng màu này đi ha, uống mấy thằng này bạn thấy mình làm cái màu này không? Bạn đẩy sát vào cuticle ha. Chỗ nằm trong cuticle mình vậy đó. Đó. Đẩy sát vào này. Đó, để yên đó ha. Cứ để cho nó chảy đi, mình đừng làm gì hết. Mấy bạn thấy không? Nó chảy sát vào cuticle rồi nó ôm vào là nó rất là đều. Đó, thấy không? Ừ, mấy bạn thấy không? Bên Việt Nam có, ừ, anh thấy rồi ha. Các bạn nhìn kỹ này, các bạn thấy chưa? Cái bột này, nhớ là để sát vào luôn này. Cái cục bột không? Để nằm yên ngay cái cầu này, kéo xuống cái này. Chiếu bóng xuống này. Rồi sau đó mấy bạn đẩy sát cái cầu vào đây này, nhìn kỹ này. Thấy đều không? Thấy chưa? Rất là đều và đã sẽ vào đâu ra đó hết này. Đó. Thấy không? Ngon lành không? Rồi cho chút kim tuyến nó vào đây. Đó. Sau đó bỏ một clear lên. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình lấy cái màu này. À, mấy bạn thấy có một hai mình thả cái đi cầu nè. Kéo xuống này thấy không? Nghiêng móng qua một bên này thấy chưa? Nghiêng móng này. Bắt đầu vuốt nhẹ cuticle này. Thấy không? Thấy vuốt nhẹ cuticle không? Ôm hết vào ngay giữa này. Kéo nó xuống vào ngay giữa này. Mấy bạn thấy là con này vuốt hết vào ngay giữa này thấy không? Thấy chưa? Vuốt nhẹ tay này. Vuốt thật là nhẹ thôi mấy bạn. Đừng có bao giờ mà vuốt mạnh tay. Vuốt ngay cái đầu cọ thôi. Mấy em nên nhớ là vuốt ngay đầu cọ thôi này. Đó, đắp bột là vuốt ngay đầu cọ này. Ôm nó vô này. Ok. Thấy chưa? Ôm nó vô này thấy không? Rồi kéo nhẹ cái thì nó ra cái độ nhọn là ngay đầu đó. Ok. Ôm nó vào ngay giữa. Đừng bao giờ làm mất cái shape nha. Nè, còn một thứ hai nha. Nè, thả ngay cái cầu lại nè. Vuốt nó xuống cái này. Cho nó vô sát, nằm sát nè. Thấy bạn David, mấy bạn thấy David đáp không? Nãy giờ mình chưa đụng vô cuticle người khách nha. Nha. Thấy không? Các bạn thấy không? Kéo lại nè. Thật tròn, thật đều này, sát vào này thấy không?
đó, nhìn ngang nhìn dọc, bột bên Việt Nam có bán. Ừ đúng rồi, có bán. Em cục bột nữa này nha, cái thả ngay đây này, chỗ đó nó bị lõm đó, giữ yên này, okay, đừng làm gì hết nha. Thấy giờ bạn thấy không, giữ yên đó, bạn vuốt nhẹ lên trên xíu này cho nó đều ra này, thấy không? Rồi bạn vuốt nhẹ xuống dưới này, đó, phất cái, phất nhẹ thôi. Ok, thôi là nó sẽ bị chạy bột đi hết. Ok, hai cục rồi. Coi lại nha, coi lại cục bột tiếp tục nè. Mình làm hai cục bột ở đây. À, thấy không? Đẩy sát vào cho nó mềm mỏng lại này, không? Bây giờ các bạn thấy không? Này, mấy bạn nhớ không? Mình vuốt cho nó nhỏ cái đầu lại cho nó đẹp. Hello, hello, hello Hằng, em khỏe không? Rồi sau đó mấy bạn lấy cục bột thứ hai nha. Thấy chưa? Kéo nó xuống này, sát vào kia cầu này, thấy chưa? Này mà các bạn chị và các em thấy chưa? Đó, đưa nó vào đó. Thấy không? Nó rất là dễ dàng. Cái màu nào nó cũng làm ombre được đó. Thấy chưa? Thì là nhẹ này, nhưng mà nhớ làm gì làm. Trở lại có lớp bột thứ hai. Để sát vào kia cầu này, nghiêng một bên này. Rồi bây giờ mình lo đẩy rồi kia cầu cho nó tròn kia cầu này, thấy chưa? Kéo nó vô này, thấy chưa? Bạn thấy động tác của David làm không? À, thấy không? Mình không làm nhiều. Hello Kim em. Mình không làm nhiều. Ok. Mình làm sao? Nè. Mình để cho nó thật gọn và thật đều. Cái quan trọng nhất là nằm ở ngay chỗ đó. Ok. Thấy không? Rồi sau đó này, mình sẽ lấy cục bột clear. À, cục bột clear, mấy bạn thả cục bột clear ở ngay cái chỗ này. Bạn ôm nó lại chưa? Này, ôm ngay đây này, kéo nó vô này, thấy chưa? Thấy không? Ôm nó lại, thấy không? Thấy không? Rất là dễ dàng, không có, đừng có làm khó mình phải tạo ra một cái sự, mình phải tạo cho mình một cái cách làm cho nó dễ. Này, mình lấy cục bột lại này, coi lại nha. Các bạn thấy cục bột này không? Nè, thả ngay cái câu nè. Không, nghiêng một bên ha. À. Ôm nó vô này, heo. Nhẹ nhàng ha, cứ từ từ mà kéo nó vào, không có. Này, bạn thấy có cái tay của David kéo vô này chưa? Thấy tay kéo vô. Một bộ khoảng nhiêu đô anh? À, tùy theo em, tùy theo vùng, tùy theo chỗ. Ở bên Mỹ này có nhiều giá lắm. À, cái nhiều vùng họ một cái bộ giống như vậy đó, họ có bộ có một chỗ họ lấy khoảng chừng 70, một chỗ lấy khoảng chừng 50, một chỗ lấy họ lấy khoảng chừng 80. À, tùy theo vùng, tùy theo khu, nhưng mà theo em thấy trung bình á là khoảng chừng, trung bình là khoảng chừng 65 đô cho cái bộ này, trung bình. Mình lấy mắc quá thì mình lại không có khách, lấy rẻ quá thì mình uổng cái thời gian, mình phí cái thời gian ấy của mình, đâm ra. Nè, thả cái bộ đây ha, để yên đó, đừng làm gì hết nha mấy bạn, để yên đó, kéo xuống này, theo bạn thấy không, kéo xuống này, kéo nhẹ xuống này, thấy không? Đó. Đó, thấy không? Ôm vô này ha,
New Jersey 70 không? Ừ thì đó, có đó, đó, anh nói cũng đúng. New Jersey thì có đó, tùy theo vùng. New Jersey khoảng chừng 70. Có nhiều chỗ khoảng chừng mà 85, có nhiều chỗ khoảng chừng 50. Nhiều chỗ rẻ rẻ thì cũng khoảng chừng 50. Bên Cali thì nhiều vùng nó cũng rẻ hơn. Khoảng chừng 50. 55. Thì anh nói là trung bình khoảng chừng 65 thì cũng lấy được rồi, như vậy là cũng đủ anh lấy tiền ra, cũng khá tốt. Nếu mà thực sự ra cái bộ này mình làm trong salon á, mà mình đừng có, mình đã biết là khách muốn làm cái gì rồi đó, là mình nhìn vô đó, thì sự ra mình làm khoảng chừng tiếng. Ừ. Mấy bạn làm khoảng chừng tiếng xong, nó không có gì khó. Ừ. Ở Việt Nam thì khác rồi, đúng rồi, Việt Nam thì nó khác khác xa rồi mấy em. Nó Việt Nam thì họ không có tiền. Ở Việt Nam ai bán bột hả? À, Annie Lê bán bột nha. Annie Lê bán bột nha. Đó. Ừ, Việt Nam mình thì sự ra họ không có tiền nhiều nhiều tiền đâu. Nhưng mà ở Việt Nam nếu mà em nào mà thật là giỏi đó, em có thể là bill khách bằng giá cao cũng được. Hello Nikki Mai, em khỏe không? Anh khỏe, anh khỏe thế. Anh lấy hai màu ha. Nãy bạn thấy mình lấy hai màu vô đây không? Rồi có tay này tay khách nha. Con trai anh sẽ mấy mà nó cho anh làm. Tay này là không phải tay khách mà tay này là tay người nhân viên của anh, người mẹ. Ừ, ngày hôm nay đóng cửa. Đâm ra cô muốn làm nail thì đâm ra vô anh làm thôi. Ừ. Ừ. Em cũng đang tìm hỏi nè. À. Vì đó là Diệu Huỳnh ở Việt Nam, Annie Lê nha. Ở bên em cũng khoảng giá này. Ồ vậy đó hả? Vậy là good. Nếu mà cái giá đó là em lấy được cái giá đó là good. Lại có nhiều vùng, cái nhiều vùng thì 65 đồng, em lấy 65 đồng em làm khoảng chừng tiếng đi. Không. Như là em nói anh, những người nào chậm thì tiếng 15 phút đi. Thì lấy vô 65 đô thì nó cũng ok. Như vậy anh thấy cũng cảm thấy là cái giá nó cũng cũng phù hợp đó. Ừ, lấy vậy được rồi. Lấy rẻ quá thì mình không ăn nổi, mình không ăn. Mà lấy mắc quá thì khách nó chạy. Mấy phần nữa thì lúc vào cái thời buổi này cái kinh tế nó cũng hơi bị yếu đó. Đâm ra mình lấy mắc quá người ta cũng không có tiền người ta làm. Nhưng mà đừng có lên làm rẻ quá thì mình hạ mình xuống thì mình risky, mình làm nó bị cũng cũng khổ. Mấy màu solid chạy ghê luôn anh, mấy màu solid đó anh chỉ cho em ngồi, cách cách đắp. Nếu mà em đắp màu solid, mà solid mấy cái màu solid màu đỏ 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 đúng không, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không, cái màu đó nó hơi bị chảy đúng. Nhưng mà em sẽ anh chỉ cho em cái cách đắp lại anh, em để ý nè, chờ anh chút xíu nha, anh sẽ lấy cái màu solid xuống anh đắp cho em coi. Đây đây, chờ anh chưa, nó không có chảy đâu, anh chỉ em cách anh đắp xong lại hết chảy luôn. Mấy cái màu solid mà à, cái này ấy này, mấy cái màu solid mà hai mấy ba mươi mấy á, đắp ngon lắm, không có bị chảy đâu. Nhưng mà cái solid 1 tới 10, 12, cái mấy cái màu đó nó hơi bị chảy là vì cái pigment của nó nhiều quá. Móng đẹp em anytime thì tụi em cứ học hỏi đó anh cũng cố gắng giúp được các gì, giúp được cái gì thì anh giúp. Anh chỉ được cái gì thì anh chỉ, hiểu không? Đây chờ anh chút xíu anh sẽ làm cho coi này. Đây. Anh lấy hai màu solid đắp cho em coi nha. Em thấy cái màu này solid 26 này, solid 101 này. Cái này là rất là chảy này. Để anh sẽ chỉ cho em cách đắp cái hết chảy luôn.
này coi này, nhưng bạn và những anh chị nào coi chút xíu chỗ này nha, tại vì cái màu này pigment nó nhiều lắm, cái màu solid 1 này pigment nhiều lắm, màu đỏ đây này, màu đỏ này nó chảy, em phải tìm, em phải biết cách làm đó. Đây anh chị cho em coi, đây đây là màu đỏ này đúng không, màu đỏ này em nói là chảy đúng không. Đây là giờ em coi này, anh để cục bột lên này nha, anh lấy nước nè, nè trung bình đúng không, anh bỏ lên nè. À thì em coi để ý này, coi nó chảy nè, thấy nó chảy không, à thấy nó chảy không. Nếu mà nó chảy hơn như vậy có nghĩa là em lấy nước nhiều quá, em hiểu không? Lấy cái cọ to quá nè, thấy giờ cái màu đẹp không, cái màu rất là đẹp. À, bây giờ này anh sẽ chỉ cho em cách đắp hết chảy luôn này, chùi cọ sạch sẽ nha, chú ý nè, lấy nước nè, ok, lấy cục bột nè, thấm miếng giấy nè, rồi bỏ cục bột lên nè, rồi đó giờ để yên nè, coi nè, em thấy không, em thấy đồ chảy của nó đứng lại chưa, anh để yên vậy luôn á, này coi này thấy không, 14 hay 16 không sao, thấy chưa, mà em thấy nè, anh để yên cục bột nó đúng không, anh không làm gì hết nha, bây giờ anh vô anh làm việc nó nè, em thấy không, đó, nghĩa là nãy giờ anh để nó khoảng chừng mười mấy 20 giây rồi đó, bột anh đâu khô đâu, mà đâu có chảy đâu, thấy không, thấy không, mấy em thấy chưa, mấy em có thắc mắc gì cứ hỏi anh chỉ cách cho bột. Nè, cái này là nó tại là vì cái này á, cái màu này nó thích mình nó nhiều lắm, lý do là anh làm cái thích rất nhiều, anh muốn cho nó, anh muốn cho cái màu nó thật đẹp mà, thấy không. Coi này, làm lại bột nữa này, coi này, chú ý nha, lấy nước nè, lấy nước này đúng không, lấy nước nè, thấy không, lấy cái bột nè, thấm cho miếng giấy nè, để này 1, 2, 3 nè, lấy lên nè, thả cái bột ở ngay đây nè, đó thấy chưa, để yên nó này ha, chùi cọ sạch sẽ nè, thấy chưa, bột đâu chảy đâu, em thấy cái mu đó, thấy cái mu đó, cái mu đó anh tiền, anh tiền cái mu đó, thấy chưa, anh đẩy vô ngay giữa, anh đẩy cho cái mu nó cao lên nè, nghe nhiều, thấy chưa, thấy không, vút vô không, đó em thấy không, anh đẩy qua bên đây nè, thấy chưa, nè thấy phát đắp của bột không, rất là đều và gọn ghẽ nè, để đâu nằm đó này, anh tiền ngon lành rồi đúng không, đó ok anh, em chịu khó em theo như vậy nha anh, làm xong rồi trả là rồi làm lại cho anh coi đó, trả bài đó, làm phải là phải làm ra như vậy nó mới được, ok xong. Đó là cái màu đó là như vậy, cái màu này nó không có chảy, cái màu sau kia nó không chảy, chỉ có màu đỏ bị chảy thôi. Đa số là những chảy, những màu chảy là màu đỏ thôi. Nhưng mà mấy cái màu đỏ nó đắp sướng lắm. Đắp, anh nói em nghe, em đắp là em mê luôn, những cái màu đỏ là sửa soạn vô vào mùa thu đó. Là những em cần phải có những cái màu đó, là mình hốt hàng đó. Đó. Những cái màu đó là tới cái mùa đó là bảo đảm 100% là mấy em hốt ấy, anh tìm đã luôn. Mong được thấy em trong cơn say. Ok bây giờ mình vừa xếp cho mấy bạn coi ha, bạn theo dõi đây. Không có gì em ơi, không có gì anh ơi. Rồi, đẩy da ra nhà, coi đẩy da ra nè, thấy không? Nhớ ha, đẩy da người ta ra. Đẩy da cho nó ấy. Bây giờ là cái móng này hơi bị dài quá này. Thấy nó dài quá không? Nó dài quá là mình sẽ chạy ngắn lại nha mấy bạn. Đây. Mình sẽ dùng đầu dũa này.
Màu đen cũng chạy dữ lắm anh. Đúng rồi, đắp y chang vậy luôn. Màu đen em mà chạy thích mình nhiều lắm. Anh David làm cách nào để dán thiết chuẩn không bị méo theo new shape vậy anh? Em coi lại cái video này lúc nãy, lúc trong cái lúc đầu anh có hướng dẫn cái video này, anh có hướng dẫn lúc đầu là như thế nào. Hello Trang em. Đúng rồi, cái màu đen hơi chảy nè, màu đỏ hơi chảy nè. Có mấy cái màu đó hơi chảy đúng. Nhưng mà mình biết cách đắp hết á, đừng có lo. Anh sẽ chỉ cho em cách. Nãy anh làm giống như lúc nãy vậy đó. Làm em đắp là sẽ không bao giờ bị cái gì hết. Này cái dũa này đi dũa dưới này không? Thấy dũa này không? Thấy chưa? Nó dài thì mình chạy cho nó ngắn lại nha các bạn. Đầu dưới của anh ngâm gì ạ? Ngâm acetone nha. Tại vì khi mình vua đó, bột nó dính vào đó. Anh ngâm vào acetone đó, cho nó chảy hết cái nhựa nó ra. Dính mấy cái bột nó ra cho nó sạch cái đầu dưới của anh. Khó coi cho nó đều nha các bạn. Em tắm xong rồi đây. Trời ơi. Em tắm lúc trưa mà tới lúc đêm em mới xong. Em tắm kiểu gì vậy chị? Bella. Bella em tắm kiểu gì vậy? Vậy em đi khoe với anh. Em tắm xong. Em tắm xong là coi như là anh làm xong hết nếu mà tính ra giờ anh làm hết mấy bộ. Anh dập hết mấy bộ rồi. Thà nào ở Sài Gòn người ta bị thiếu nước. Bây là Sài Gòn anh nghe nói lúc này bị thiếu nước quá trời luôn nè. Hay là em tắm mưa. Rồi những cái sơ qua rồi bây giờ anh sẽ lấy xếp này. Mấy đồ giữ xài ngoài thị trường có chứ em. Anh ơi có thị trường, có ngoài thị trường có xài có bán thôi.
Hai Vân. Anh không có đi sâu, anh đang ở nhà em ơi. Okay, this is stilettos. Stilettos were to be very, very skinny, okay guys? Nhớ là như vậy hả mấy bạn? Tờ lá đốt làm á, nhiều khi mấy em làm mà ngay cái đầu này nó hơi bị to, không có đẹp lắm. Tuki. Hello Tuki. Hello friend, how are you? Welcome to Chiso. Cái đầu này nó nhỏ này, nó làm vô phải nó đẹp này. Okay. Sếp. Bà khách ho kìa. Bây giờ người ta chỉ có nhúc nhích thôi là em cũng lo rồi đúng không? Người ta chỉ có nhúc nhích cái thôi là ai cũng sợ hết rồi. Nhưng mà anh thì anh đeo mặt nạ. Anh cho khách rửa tay, anh cho rửa tay này, rồi dùng hand sanitizer này. Đó, đeo mặt nạ vào này. Đó. Khoảng chừng một tháng trước, trong tiệm của anh á, có một người khách họ tới họ làm tay chân nước, xong rồi khoảng chừng mấy ngày hôm sau họ đi về nhà, họ gọi điện thoại lại, họ báo là họ bị bệnh COVID-19. Thì ngay lúc đó là nhân viên ai cũng lo hết, tức là đi khám hết mà cuối cùng ai cũng negative hết. Mình đi khám cái trong vòng kết quả trong vòng 10 phút đồng hồ có à. Hôm trước anh cũng đi khám, hôm trước thì anh cũng lo, anh cũng đi khám. Có cái là trời ơi, ra vô đó thì làm lẹ lắm, nhưng mà có cái là ngồi chờ lâu lắm. Mình vô mình ghi danh làm giấy tờ xong hết rồi đó, mình khám đó. 5 tiếng đồng hồ sau. 5 tiếng đồng hồ sau nó mới gọi mình vô. Mình vô trong phòng khoảng chừng 10 phút rồi nó kết quả nó ra cho mình biết liền là mình negative thôi. Đúng rồi, anh có thấy cái Bella, anh có thấy em giũa rồi. Nó không có bén là như vậy này. Ngay chỗ này của em nó hơi bị to ngay chỗ này này. 70 đô em, anh Nguyễn. Em đi test là em trả 70 đồng. Anh trả cho nó là nó không có lấy bảo hiểm nha. Nó lấy bảo hiểm nhưng mà nó lấy mình 70 đô. Xong rồi nhưng mà có cái là ngồi chờ lâu lắm. Đi tới đó là nhớ là ăn uống no nê. Hoặc là mình tới mình ghi danh xong rồi mình ra xe mình ngồi mình chơi. Hay mình làm gì khi nó cần thì nó gọi mình vào. Đó. Có thử nghiệm có 10 phút là xong rồi. Mà 70 đô anh thử nghiệm anh bị nê, anh nê cái điệp. Rồi bây giờ về nhà tiếp tục anh chơi tiếp. Nè, đây là em chú ý nè, cái dúa này thẳng này thấy không, mình dúa đây thẳng này nè, để ý nè, thẳng đây này và mình nằm xuống này. Ok, đây là cái cách là this is how I tilt my file, I go straight here and then mình vô này, thấy chưa? Ok, mấy em chú ý lại này, ngay đây này thấy không, nằm này thấy chưa, đi ra này, nằm này đó. Okay. So now they very very pointy. Nhớ này. Nhớ là phải thật đều và thật mỏng này. Mấy em nhìn kỹ này. Thấy chưa? Thấy chưa? Thật là gọn này. Ngay chỗ này nó bị u lên ngay chỗ này này. Thấy chưa? Này. Đeo là em nhìn cho kỹ cái chỗ của em này. Ngay chỗ này này. Em thấy anh cầm cái dũa không? Này cầm dũa này. Cầm cái dũa như là BD vậy đó nha. Đó. Thấy không? Anh kéo nó xuống này thấy không? À. Ngay chỗ này này, em thẳng này cho anh này.
thì đâm ra hai bên này này mấy em nhớ là vú xếp stiletto là chỗ này nó phải nhỏ này, cái chỗ này mà nó ấy quá đó, nếu mà nó mấy em vú bằng tay mỏi tay quá đó, ví dụ bằng máy này, ok chú ý nè, vú máy này thấy không, ok nè vú bằng máy này. See, if your hand tired, not bad. Nè, then you use the machine. Ok, em coi lại anh này, anh vũ bằng máy nha. Thấy không? Ôm nó vô này, thấy không? Nè, em vô ngay chỗ này nè, em thấy không? Ok, nè, em chú ý nè, anh để cái vuốt ở đây nè, thấy không? Mấy em nè, để không? Thấy không? Thấy ôm vô không? You guys see how I did that? See that? I'm gonna go to the other side, I'm gonna do the same thing. Anh qua bên đây làm giống nhau này. Thấy chưa? Mấy em nhìn kỹ không? Mấy em vô đây là nhẹ đây nè, thấy em vuốt đây nè, thấy không? Nè, có anh vũ nè, anh đi ra này, thấy không? Nó cách anh đi không? Thấy không? Nó ôm vô như vậy thì cái xếp của em nó mới trở thành là cái xếp nhọn, nó mới nhọn được. Ok, nhớ là như vậy ha, đừng có quên. Nè, ôm vô này, thấy ôm không? Đi vòng tròn này. Để đây là vũ bằng thôi. Bây giờ anh nói là vũ bằng máy đi cho nó khỏe ha. Vũ bằng tay thì nó hơi mỏi tay đúng không? Làm từ sáng tới tối nó bị mỏi tay lắm. Thì giờ chịu khó vũ bằng máy đi. Nè, ôm nó vô này thấy chưa? Ôm nó vô này không? Đó, mấy bạn thấy không? Móng tay này, nó đều như vậy. Hiểu chưa? Mấy em hiểu chưa? Có em nào thắc mắc gì không? Hỏi anh đi, anh trả lời cho. Nè, ôm nó vô này không? Nè, cái vũ nó chạy xuống dưới được luôn này, thấy không? Mấy anh thấy không? Đó, anh chạy dưới luôn này, thấy không? Thấy không? Nhìn cái mày đã lỗ tai, ha? Thấy không? Vũ nhẹ này. Thấy anh đi tròn không? Chỗ này anh ráng đi cho thật tròn này, không? Nè, anh vũ cái bên này vũ vô này, thấy chưa? Đó, thấy không? Anh ôm đi đây vô này. Em thấy chưa? See? I just don't want to, I don't want to use the hand file, so I'm start doing machine file, e-file. Because actually e-file helping me, because if I do a lot with my hand file, then it hurt my hand at the end of the day. So if you work like 6-7 clients a day or 8 or 9 a day, then the hand is killing you. So I'm changing the way how it is filed. I'm just using my e-file helping me. Nếu mình làm mỏng hai bên quá thì đồ bền có móng trung phạm. Em chú ý, anh làm mỏng hai bên nhưng mà ở dưới của anh cao lắm. Em hiểu không? Anh có cái độ cong rất là cao. Cái đó là cái mà anh lúc này nãy giờ anh đắp bột đó, là cái độ cong của anh này, độ cong của anh nhìn này, độ cong đây, cái độ cao nó có nằm ở đây này, nếu độ cao nằm ngay cái chỗ gãy là không có gãy nổi, hiểu không chưa? Em đưa hết cái bột em vào ngay giữa, nhưng mà em nhìn thì nó rất là mỏng, nhưng mà thực sự ra không có mỏng, nó dày lắm,
lý do là dày á, là tại vì anh đắp bột của anh ở ngay giữa rất là dày. Nhưng mà khi mà anh ôm cái cục bột nó lại đó, thì mình nhìn vào thì mình nhìn tưởng nó là cục bột mình, còn mình nó bị mỏng, nhưng mà nó không có mỏng chút nào, nó rất là dày. Ha. Em xài khử mùi lưu huỳnh có bị giả, có bị giả. Hello Hiền, em khỏe không? Có bị giả là sao em, anh không hiểu. Có bị giả, người ta bán đem hàng hàng giả hay sao, anh không hiểu. Em xài cũng hơi có bị giảm tác dụng, có bị giảm không hả em? Em đừng có bỏ nhiều. Một cái chung này á, em bỏ khoảng một giọt hoặc là hai giọt là maximum. Em bỏ nhiều quá đó là nó sẽ bị ảnh hưởng đó, nhưng mà em bỏ rất là ít thì không sao hết. Đầu mày bán sao đó anh thì không có bán. Winky ơi, em muốn mua mấy cái đầu mài này em chịu khó em vào supply, hay là em vào trong cái trang đây này, em vào supply hay là em biết em vào đây nè, www. Princess nè, đây đó, em có thể vô cái trong cái trang, trong cái trang princessnailsupply.com là mình mua, hoặc là mình có thể mình tới supply gần nhà mình đó cũng có bán nữa. Những supply mà bán bột của chi sò cũng đều bán mấy đầu dũa này hết. Nếu mà bên mấy em nào mà bên Texas đó thì ghé vô Houston đó. Ghé vô ở trên Houston nó, ghé vô tiệm mà US Maxim Nail Supply cũng có bán. Ở bên đó họ mua cái hàng này về cũng nhiều lắm, hàng của chi sò á. Không có chi em. Tao thấy cái đồ dũa không? Dũa đã lắm luôn. Rồi đẩy ra ha. Chút xíu nữa mình sẽ làm design luôn cho mấy bạn coi ha. Mình có mấy cái này mình sẽ làm design. Anh quay kỹ cái đầu mài em coi được em. Ok, đây bên kia đây, đầu mài là như thế này, nhưng mà để anh lấy cái mới ra cho em coi, cái mới nó như thế này, tại vì cái đó nó ngâm ăn tôm nó bay bay mùi rồi, bay màu rồi. Đây này, đây là những cái đầu mài mới này, nó giống như thế này này, em thấy không?
Anh thấy đầu mới không? Cái đầu anh đang xài là đầu mới nên nó có màu xanh đây nè. Còn cái đầu này mà chạy cuticle mới thì nó có cái đầu đỏ ngay đây này, em thấy không? Và cái màu này nó cũng có cái màu của nó. Đó, em coi này, 3 ký này. Mấy em chụp hình giùm anh cái nha. Đây. Chờ xíu. Này. Đó, ba cái đầu đó mấy em chụp hình đi. Mấy em có thể mua ghé vô supply hỏi người ta đó, chụp hình hỏi người ta là bán mấy cái đầu dũa này ở đâu, ai có. Mấy cái đầu dũa này của chi sầu hết nha. Cái này là bây giờ đang bán ở ngoài thị trường bán là 16 đồng. Cái này cũng là 16 đồng, còn cái này là 10 đồng. Ha, thị trường đang bán cái giá như vậy đó. Thì mấy em cứ 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 liên lạc mấy em mua supply ở bên Houston cũng bán nhiều lắm. Cũng nhiều supply bán. Đầu mài gì vậy anh? Đầu mài xanh dương hả em? Đầu mài này là đầu mài xếp tì đấy em. Đầu mài là đầu xếp tì này. Hả Bella? Dũa cho thật đều ha. Tại vì mình làm sao thì làm cái stèo lê đồ thì nó phải thật là nhọn. Đẩy da ra nha mấy bạn, đẩy da cho người ta đây, vũ cho hai bên vũ vào. Thường thường đó là mình làm sao thì làm, khi người ta đeo bộ móng xong rồi người ta về đó là người ta cảm thấy như là người ta không có bị, có nhiều người làm về người ta bị đỡ tay, đồ nó đau, nó êm, nó rêm rỉ, nhiều người ta sợ, tao không dám trở lại nữa. Nhớ là làm sao làm, đừng có chạy vô cái cuticle người ta, đừng chạy cho người ta đau quá, người ta chịu không được. Đây, bên này thì mình chưa có vũ, xếp bên này, ở bên đây vũ xếp ha. Đó, cái đầu đó là đầu xếp tì đó beo là. Không, anh đi này, anh đi hai bên anh ôm vô này, thấy không? Các bạn thấy không? Nhẹ thôi ha, mình vuốt nhẹ nhẹ thôi ha. Này, bên đây này. Thấy không, đi không này ha. Này, giữ bên đây này, thấy không? Thấy giữ bên này ôm vô không? Thấy, mấy bạn thấy David chạy nó mất cái bột đi không? Đó. Cái đó là cái rất là quan trọng để heo. Anh làm ở công ty hay đang đi show vậy? Anh đang ở công ty đây nhiều ơi. Anh ở công ty.
anh muốn đi sâu mà chưa có đi sâu lại đây nhà ơi, lúc này cái dịch nó cao quá chưa có dám đi lại. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đầu dũa này nè. Bella, em thấy cái đầu dũa này không? Đầu dũa này, đầu dũa đỏ đúng không? Là cái mới là như vậy nè. Bây giờ là cái cũ của nó nè, em thấy không? Tại vì cái này nó cũ, nó mất cái đỏ đi rồi. Anh xài, anh ngâm acetone nó bay cái đó đi rồi. Cái đầu này là cái đầu dũa cuticle nè. Cái đầu này rất là nhiều người thích nè. Mấy bạn chạy cái đầu này đó, nó không có bị đứt da người ta. Mà nó rất an toàn cho những người mới vào nghề. Và những người mà nhát tay cũng vậy nữa. Này bạn, cái này chạy này. Ok. Mình vừa chạy mình vừa đẩy kêu da người ta ra ha. À, mình có thể chạy một cái đầu đậu rất là nhanh luôn cũng được nữa nha. À, nhưng mà mình đừng có đó, thấy không mấy bạn, thấy không? Mình chạy nè. Đó, nó là cái kia đi cầu của người ta tròn lắm. Mà không có sợ bị đứt da. Thấy không mấy bạn, thấy không? Các bạn thấy cái độ tròn của kia đi cầu chưa? Đó. Đó, thấy không? Rất là nhẹ nhàng nè, coi này. Đấy nè. Anh cho em địa chỉ mua ở Việt Nam nha. Ok, chút xíu nữa anh inbox em cho. Không biết ở Việt Nam có bán cái đồ dũa này không, nhưng mà để anh coi coi. Anh inbox cho em. Chị em chỗ. Cho em nữa hả? Ở Việt Nam hả? Ở Diệu, ok. Được em. Nguyễn Kim, em ở Mỹ rồi. Em ở Mỹ thì em, nếu em bên Mỹ thì em đang ở thành phố nào? Em được tiểu bang nào vậy Kim? Đưa cái đầu. Em ở thành phố nào vậy Kim? Thành phố và tiểu bang nào vậy? Anh chỉ chỗ em tới đó mua. Atlanta ha. Ok, Atlanta thì em ghé vào tiệm bán cái đầu dũa này đó, thì em có thể ghé vào cái tiệm Diamond Nail Supply. Diamond Nail Supply có bán. Tại em có thấy họ có order cái này về bán.
Diamond Nail Supply trên đường Jimmy Carter đó. Không thì em có thể ở chỗ đó, ở supply bên đó thì nhiều supply bán lắm. Nhưng mà cái đầu dũa đó thì anh biết được là tiệm Diamond Nail Supply có bán. Nhưng bạn nên nhớ này, tèo lai đột là nhớ làm sao làm. Mình phải cho nó thật ôm, cho thật nhỏ lại. Ừ, em tới đó thử coi thêm. Em tới em hỏi là mấy cái đầu dũa của Chisel đó, ở mấy anh chị ở đó có bán hết nha. Rồi sau đó mình buffer ha mấy bạn ha. Mình buffer rồi mình mới mình sẽ có thể là mình làm design cho mấy bạn coi. Đối diện chợ Hồng Kông, đúng là chính xác luôn. Đối diện chợ Hồng Kông đó. Ờ em mua đó, ờ đúng rồi. Ờ Tucson Arizona, bên Arizona thì em ghé vào tiệm Nationwide Nail Supply. Nha. Em ghé vào Nationwide Nail Supply nha nha Tâm, nha Tâm. Em ghé vào đó thì ở đó có bán chi sầu rất là nhiều. Mấy năm rồi anh có đi coi, anh có đi show bên đó mà bây giờ lâu lắm anh chưa đi lại. Anh tính là bây giờ muốn đi lại chắc cũng phải là cuối năm mới đi lại được. Hello Floyd, anh em khỏe không? Mình cho dầu cho cô đi rửa tay. Rồi trở lại mình sẽ làm design cho cô. Ok, đồ. Hello, sao? Hey. Hello, rồi bây giờ các em muốn coi design kiểu gì đây, nói lên nghe coi. What soap si. Soap si. Anh khỏe, mấy em muốn coi design gì đây? Bông 3D, vẽ hoa văn, đính đá. Mấy em thích coi gì? Anh sẽ làm cho mấy em coi. Đồ đó là gì vậy anh? Đồ à, đầu dũa đó em. Đồ đó là đầu dũa thôi. Bông hả? BD hả? Rồi, tặng cho em một cái bông BD. Tại vì em cũng hơi giống BD. Rồi, chờ nha. Bông BD thì mình nặng bông BD. Bông BD trên cái bông, trên cái khúc này đi. Đây. Thì những cái nào mình là mình đính đá thì mình đính, còn không thì mình làm bông tươi lê ở đây.
Đá đây. Đá đây. Đá đây. Rồi. Đầu dũa sơn cho chị đi rửa tay là đầu dũa gì? Dầu sơn à, dầu dầu thường thôi em. Dầu dầu cù la. Anh nói vẫn chơi chứ cái dầu này, cái dầu ấy thôi à, cái dầu đã nó cái loại mà nó lại dầu cuticle oil đó. Bây giờ những ngón nào mà mình đinh đá đó, ngón nào mình làm bông tuy đi đấy, mình sơn top này lên trước ha. Còn ngón nào mà đinh đá đó thì mình sẽ sơn bằng cái base lên. Hai Trang khỏe không em? Tối qua hát dữ ha. Hát coi như là có hàng xóm người ta có kêu anh xã không? Cái em gái hứa đàng hoàng BD đâu mà. Chọc em thôi. Em mà bê gì nổi. Bê tôi là để anh bê cho nó chắc. Để kéo chị nha. Kéo chị ha, cái này kéo chị thì nó không có phù hợp lắm, để bữa nào anh kéo chị bữa khác cho em. Cái này thì em không, nó không có phù hợp với kéo chị trong cái bộ này. Tại vì kéo chị đó thì em phải để cái màu á nó solid hơn. Em có chị nó đẹp hơn. Thì bữa nào anh dạy kéo chị lại nha. Ok rồi. Hát đến ăn chạy luôn. Cái này cái lưới nãy là cái lưới của nó không thấy được rõ lắm, nó mờ quá, tại vì cái màu của nó đó, nó làm mất cái lưới đi, mất ấy đi. Ủa Châu thấy ngoài đó đàn cá con ha, ngoài hồ trước á đàn cá con cỡ ngàn con á. Cá gì đẻ ta? Tilapia. Thấy cái bông sen nó lên rồi. Tilapia nó có cỡ 1000 con cá con trong đó đó. Trời, nó đi một băng đảng luôn, dễ sợ luôn. Cái hồ cá trước cửa nhà công ty đó mấy bạn. Mình có mấy con cá mà nó giống nó lai, nó là vừa tilapia mà nó là vừa dưa hồng mà nó đẻ đó, cỡ 1000 con trong đó luôn đó. Sơn top của anh bóng đẹp quá, bóng đúng rồi, top của anh bóng lắm nè, rất là bóng, nó cực kỳ bóng luôn. Và cái này anh sẽ đánh đá ở đây. Bên này thì mình đánh đá, thì mình đánh đá thì cái chai này đánh đá rất là tốt nha mấy bạn, bám chắc lắm, nó không sợ bị bung, mấy bạn tha hồ luôn. Coi như là mình đánh xong rồi tha hồ là tha hồ luôn, không có, nó không có chạy và bung đi đâu hết tất cả.
Rồi, mấy bạn coi ha, sẽ gắn em này vào đây đi. Đó. Vậy đó nha. Mà bám chắc lắm, nó không có chạy đâu hết tất cả. Đây. Cái này nó là cái gì, vảy rồng. Đó. Sau đó mình sẽ gắn mấy cục xung quanh đây. Em lại sau đêm định mệnh, thế nào biết em ở đâu. Em đang trên cuộc đời này để tương tư tìm quên sao đây. Nên nó hơi bị ướt chút, đâu mà nó làm cho mình gắn thì mình mấy cái loại đá này mình gắn thì mình gắn nó đều nha mấy bạn. Hôm nay cái vườn sao rồi, cái vườn của anh hả? Vườn của anh hả? Trời ơi, trái cây nhiều lắm luôn á, quá trời là trái cây luôn, quá trời là mà rau luôn, nói đúng ra là rau nó mọc bao la lên. Em muốn tới hái không, anh cho em hái này. Okay. Cho em tên sơn tháp và sơn đính đá đi anh. Ok, anh cầm lên cho em coi này. Hai cái chai này rất là nổi tiếng nha, chi sổ rất là nổi tiếng hai cái chai này. Cái chai này mà đính đá đó là đi ba tuần tới 4 tuần trở lại chưa bị chóc. Chai này nó bóng, mà khi mà cái đèn của mình nó đủ độ bóng mà mình phơ 2 phút nha, hơ một lần là 2 phút đó, thì cái này nó bóng đến nỗi mà khách đi 2 tuần sau trở lại nó vẫn còn bóng. Nó rất là nổi tiếng cái chai này, và cái chai này là hai chai này bóng lắm. Ok, giờ mình qua bên đây mình đính đá tiếp bên đây. Rồi, mình cứ sơn một lớp thật là mỏng thôi, không cần nhiều, các bạn thấy không, thật là mỏng thôi. Sau đó mấy bạn đính đá lên rồi mấy bạn làm đó, thấy không? Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn.
Nằm đi em, nằm đi em. Cho em nằm xuống mà em cứ đứng lên hoài. Xem em nữa. Đó. Giờ mấy em nhỏ nhỏ dưới này đẹp đó, nhỏ nhỏ thôi. Rồi, ok. Ok, rồi bây giờ cái này. Cái này là bây giờ mình nó bị sticky này không? Cái này cái base đâm ra nó sticky. Đâm ra mấy em nên nhớ là mấy em phải bỏ cái này vào. Cái này là cái thớt. Ok. Mình chỉ đi, mình chỉ cần đi chung quanh thôi ha. Đó. Mình không cần phải đi lên trên, đi xung quanh cột đá thôi để cho nó mất cái, nó mất cái sticky đi trong thôi, tại vì cái base nó sticky lắm. Đó. Đi thật đều ha. Đó. Là ok, là sau đó là mình cho khách đi, mấy em cho khách đi thứ 3 tuần sau trở lại vẫn còn nguyên. Giờ em mới vô được, phạt em đi ăn. Trời ơi em thích phạt quá ha. Em làm sao mà giờ này em mới vô. Rồi anh sẽ phạt em. Em biết em đã biết quy luật rồi đúng không? Phạt như thế nào đúng không? Vỏ sầu riêng, quỳ gối chống mông. Hình như là em hơi bị thích đấy. Cái kiểu này hình như em hơi bị thích đó. Đâm ra tạo điều kiện vô bị trễ hoài. Rồi sau đây bây giờ mình, sau khi mình làm này xong mình sẽ làm bông tí đi nha. Trời, phạt, bị phạt mà còn nhảy nữa chứ. Còn nhảy ăn mừng nữa mới là lạ chứ. À Mộng Thu. Ok, bây giờ bên này cũng vậy nè, bên này mình cũng phải bỏ cái top vào. À bạn nên nhớ mình bỏ top vào đi, mình đi chung quanh thôi chứ mình không đi hết nha. Rồi sau đó mình qua bên kia mình sẽ làm hoa tuy đi cho mấy bạn coi. Cho nó đều lại vậy ha. Cái bộ móng tay này cái màu của nó cũng lạ quá ha. Cái màu này inside. Cái màu này nó em chưa khô lắm đâu. À ok. Cái màu này nó đây. Màu nó là 116. 103 và thêm cái màu nữa là cái màu OM85A là cái màu nó có kim tuyến đó mấy bạn. Thấy không? Đó, đây là cái ba cái màu này mình làm cho cái bộ móng tay này ha. Là OM85A là nó có kim tuyến này. Màu 116 và 103 là hai cái màu nâu. Cái màu này nó giống như là cái màu gì ta? Việt Nam biết Việt Nam gọi là gì? Và màu này nó là màu gray. 116 là màu gray. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm hoa. Làm hoa thì mình sẽ làm bằng cái hũ bột, nó gọi là super white. Thấy không? Super white mình làm bằng hoa. Ồ mình sẽ dùng cái cọ này mình sẽ làm hoa cho mấy bạn. Đây cái cọ này. Okay.
nhớ là chuỗi trong Tiffany Collection, đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó cha. Trong Tiffany Collection là cái màu, hai cái màu đó nó nằm trong cái collection đó đó nha em. Những bạn nào cần mua đó, mấy bạn đi vào trong cái đó. Cái màu đó là bắt đầu từ cái màu 101 cho tới 123. Là trong trong cái 23 màu đó, đó là trong Tiffany Collection. Hello Nhi Yến, em khỏe không? Em khỏe không em? Sao có gì lạ không? Các em, tiểu bang của mấy em có gì vui không? Có gì lạ không? Đi làm lại chưa, khách như thế nào? Có nhiều người mở ra thì khách cũng đông lắm, nhưng mà xong rồi từ từ dưới lúc này khách cũng hơi chậm đi đúng không? Rồi, đây mấy bạn theo dõi đây. Mình sẽ làm hoa. Đây, mình sẽ làm hoa trên cái. Đây mình sẽ làm hoa trên cái ngón tay này ha, một góc này. Hoa đó hay hoa đây ta? Khúc này hơi đẹp, để yên khúc này đi ha, sao mình không làm. Light is best. Light là sao? Light is best. Oh, anh làm một đợt không sao, làm một cục nhỏ ngay cái hoa tròn ngay đó thôi. Ok, coi này. Bạn theo này. Bạn đâu mình cái cục bột của bạn để xuống, bạn đừng làm gì hết, mấy bạn nhìn theo mình đâu có làm gì cục bột của mình đâu, mình giữ yên đó, mình để đó để cho cái bột nó chín là sau đó thì đúng rồi, anh biết mà, đâm ra em mới quảng cáo gì bạn này, bạn thấy không, coi là đẩy nó ra này, thấy chưa, không làm gì hết nha, để yên đó này, thì cục bột của mình lúc mà nó chín á, các bạn nên nhớ nó nhờ như vậy thì nó mới có cái đẹp, nó mới tạo ra cái đẹp của nó. À mấy bạn mà mấy bạn biết là cái bột mình nó chưa chín đó, mấy bạn làm đó thấy không, thì nó sẽ bị thấy không, thấy chưa, cục nhẹ ha. Nhà cục bột thứ hai nè, thả yên đó, không làm gì hết. Hello Jessie em, khỏe không? Nên đi làm lại chưa? Nhớ ha, để yên con bột đó, đừng đụng gì tới đó. Mình nếu mà mình muốn làm nhanh đó, thì mình lấy một cái chung nhỏ nhỏ ra, mình bỏ thêm vài giọt acetone vào trong đó. Thì cái acetone đó nó sẽ làm cho cái lớp kịch của mình nó khô nhanh hơn chút xíu. Bị lỡ, bở. Đúng rồi em, lúc mà cái bột của em mà em làm mà nó chưa chín á, mà em ăn em đè nó đó, thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Thấy không, đẩy nó ra này ha, mấy bạn thấy nó đẩy ra không, thấy cái bột của anh không, anh đẩy nãy giờ này nó khô này không, nhưng mà anh vẫn có cái thời gian anh đẩy nó. Tại vì biết sao, khi mà nó khô rồi đó, em đừng có đẩy cái đầu mà em đẩy bằng cái bụng của em á, bị bở cỡ nào em nè, thấm cái miếng giấy này thấy chưa, cho nó bớt nước đi, mình sẽ thả cái bột đó ngay đây đó, ngay giữa này thấy chưa. Ủa hôm nay đừng nghỉ sướng vậy ta, đi đâu chơi không, nghỉ có đi đâu chơi không, tuần tới lễ là July 4 sắp tới rồi nè, năm nay July 4 không biết như thế nào đây, dịch nó như thế này không biết, mình có nên, nhiều người ta có nên đi chơi hay là không. Này không, các bạn thấy không, mình đẩy nhẹ ra này thấy không, đắp lên này thấy không, nhẹ thôi, đừng có làm gì hết á, quan trọng là làm thật nhẹ thôi, đừng có kiểu mà này, cục là nhỏ hơn này, thấm chút miếng giấy cho này, đi Eden ăn thôi à, ô vậy, ô vậy là ngon rồi, qua Eden là thấy vui rồi đúng không, bên đó là ăn uống tha hồ luôn,
Cái này là mình sẽ coi này, mình chờ cho nó khô chút xíu nha mấy bạn, và sau đó mình sẽ thọc cho ra đây, mình ngoáy chỗ này vậy đây cho nó trở ra giống như một ốc vậy đó. Mà coi này nhìn thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, các bạn thấy không? Ra như vậy thôi. Rồi sau đó mấy bạn làm thêm cục nữa bên đây đi ha. Mình sẽ tỉa qua cái góc bên đây. Mình muốn giữ cái khúc này lại để vậy cho nó đẹp, mình không có muốn làm thêm nữa, nó bị che cái thằng này đến bị hơi uổng, thấy không? Mình chỉ muốn chạy cái góc này thôi. Đó. Nhà mấy bạn giữ ha, giữ thật đều, thấy không? Giữ yên đó. Bạn đẩy nó ra. Nhớ là cái này nó phải sạch nữa nè. Cái cây cọ này của bạn nó khô rồi thọc ngoáy tiếp hả? Ngoáy với em, anh phải thọc cho ngay giữ anh ngoáy. Em bèo lại biết không? Em phải chờ cho nó vừa, không? Lúc mà nó ướt đó, em thọc không có được. À, em thọc ướt nó bị hư, em chờ nó có khô xíu. Đúng không? Em thọc cho ngay giữa, em ngoáy, vậy nó mới ra chứ. Nè, thêm cục nữa nè. Để yên này, thấy không? Ở đó thì nhà thương chật hết rồi anh, người bệnh nhiều quá. Ồ vậy đó hả? Ghê trời. Hello Stephanie. You like this? Đừng có đi đâu hết rồi, nhà cho chắc cú ha. Nè. Nè, coi lại này ha mấy con nè. Cười. Thấy không? Đó, bây giờ nè, thêm một cái nữa nè, cục nhỏ này thấy không? Đó, thấm xuống miếng giấy cho nó bớt nước đi. Và thả vô ngay giữa. Này, lúc này là lúc canh me này. Đó. Quan trọng nhất là ngay chỗ này nè. Đó, bèo là nhớ không? Mấy em nhớ không? Quan trọng nó là nằm ngay đó đó. Chờ canh me thời cơ chín mùi này không? Chùi cọ cho nó sạch sẽ này đúng không? Khi mà vừa cảm thấy nó chín mùi thì bắt đầu phải thọc cho ngay giữa cái này, thấy không? Đó, coi nè. Đó, thọc vô ngoáy thấy không? Đó, ngoáy chung quanh, đó, thấy chưa? Vừa ngoáy vừa đẩy luôn đó. Đó, đẩy ra cho nó có lỗ này, thấy không? Đó, ngoáy đẩy. Đó, rồi ngoáy đẩy xong rồi, thấy chưa? Ngon lành. Vậy thôi, mình... Đây. Mình đang lỡ ngứa tay rồi, mình làm thêm cái nữa. Ngứa rồi mình làm thêm cục nữa này. Đây, ngay đây đi. Đó, thấy chưa? Thứ ba đóng cửa cái thứ sáu này đóng cửa mấy cái bo hả? Oh wow. Đúng rồi, không biết tiệm nail thì sao ta? Như cái bo đóng cửa thôi chứ mà anh chưa nói với anh chưa nghe gì về nail nha. Này, mình làm ba cục này rồi mình ngoáy nha mấy bạn. Đây. Đẩy này lên nha cho nó cạ vào với nhau. Đó, nhớ ha, cho nó đẩy cạ với nhau, sát nhau này đó. Đó là mình đẩy nó đè nó ra. Ok. Sau đó mình lấy ổ thứ hai này. Cái hoa 3D này nó một cái là mấy bạn nên nhớ nè. Các bạn muốn làm hoa 3D đẹp á, nó chỉ có một cái yêu cầu mấy bạn thôi. Thời gian. Tại vì mấy bạn mà làm thế mà chạy khách á, thì làm không được. Tại vì chạy khách mình không bao giờ mình làm ra cái bông mà đẹp hết tất cả. Cái bông là lúc nào cũng phải cần có cái sự, nó có cái thời gian. Trong khi cái bột nó vừa đủ chín. À, nên mình không phải là mình phải canh me nữa. Bella phải canh me nữa biết không? Đó. À. Canh me thời cơ chín mùi nữa này không? Đó, này mới đẩy nữa này không? Đó, đẩy mà đẩy nhẹ thôi nha. Đừng đẩy mạnh quá. Mạnh quá tuột đường rầy luôn á. Đó, thấy không? Rồi, thêm cục nữa nè. Okay. Thêm miếng giấy. Thả cho ngay giữa cho anh. Đó.
Tại biết sao, ở trong salon của mình nó thì nó có một cái như vậy là mình đang mặt nạ nè. Mình làm việc mình rửa tay nè. Mình thực sự ra mình rất là kỹ lưỡng. Ok. Còn ở trong bar đó, đeo mặt nạ sao uống rượu. Mà khổ cái mà khi mà nó xỉn nhau rồi nó cứ ôm nhau không à. Đó, cái đó là cái vấn đề đó. Mấy anh mấy chị rồi mấy em rồi xỉn vô rồi mấy em cứ ôm nhau không à. Rồi cụng ly rồi này kia đó thì đâm ra trong bar đó nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó, như nhiều thì đâm ra nó bị vấn đề như vậy đó. Một bên đẹp vậy ha. Bây giờ qua bên đây mình sẽ mần cái móng nào đây. Đây mình sẽ mần cái móng này, bỏ lên cái móng này, mần móng này tiếp tục nha. Đây thả em này cả ngay đây ha. Rồi cái em này thì làm kiểu khác chút nha. Đẩy em này ra thật nó giống như là cái bánh bèo nha. À, bạn coi này, nó như bánh bèo vậy đó nha. Em nào mà tròn tròn mà ú là giống cái này đây. Em nghĩ nail tóc không đóng cái đâu. Đúng rồi, tại vì nail á thì thực ra không có dễ lây lan đâu. Nail của mình thì thực ra nếu mà người nào mà không cẩn thận thì cũng mới bị thôi. Nó không có bị nhiều. Tại vì ai cũng đeo mặt nạ hết mà. Rồi cộng thêm nữa, Mình cũng rất là sạch sẽ về vấn đề sanitizing. Đó. Thêm cục qua bên đây ha. Cục giữa thả nè. Đá đẹp ghê ha, mấy bạn thấy không? Cái bóng này, nó bóng thì là bóng rồi. Cực kỳ là bóng rồi. Rồi. Mình sẽ cái này mình sẽ chờ, mình sẽ thầu, mình máy tiếp vào ngay giữa này mấy bạn coi này nha. Cái mặt nó hơi bóng này, chưa có đụng lên được. Khi mà nó mờ đi rồi đó thì mình mới bắt đầu mình có thể là mình thọc cho ngay giữa mình ngoáy nó được này. Đó, nó mờ rồi rồi. Đó, bạn ngoáy chỗ ráy máy ra ngoài nữa này ha. Đó. Nó có nhiều kiểu làm lắm, nó không có phải là một kiểu. Các bạn muốn ngoáy theo kiểu này cũng được, kiểu kia cũng được. Thấy không? Thấy không? Máy cho thịt đều này, thấy chưa? Dễ dàng. Hai cục. Đúng không? Cục thứ ba cũng vậy nè, thấm cho miếng nơ giấy nè, bỏ lên ngay giữa nè. Chị sợ khách lây mình, anh ơi tụi nó ẩu lắm. Thì bởi vậy anh mới nói em á, là mình như vậy nè, mình trước khi mà khách bước vào đó, mình lúc nào mình cũng nghĩ là người đó người ta đang có một cái bệnh đó. Ok. Thì đâm ra là mình cái quan trọng là mình phải, thứ nhất là mình cho khách rửa tay nè. Mình kêu khách đeo mặt nạ nè. Mình cũng đi rửa tay và mình cũng đeo mặt nạ vô nè. Hiểu không? Đó. Và tất cả những cái gì mình cũng làm, mình cũng chùi sạch rửa, mình rửa sạch đi hết. Mình đừng bao giờ mình ý. Mình ý cái là cái đó là cái mệt đó. Và nếu mà người nào không chịu đeo mặt nạ thì thôi mình không có làm. Có gì đâu, trời ơi, mình khách mà mất người khóc. Có chết đâu. Đúng không? Thì đâm ra là như vậy. Đừng có sợ là mất hết khách. Mất khách nhưng mà mình an toàn, cái đó là cái quan trọng. Bây giờ nói đúng là cái an toàn là quan trọng nhất. Nhiều khách nó cũng bướng lắm, nó không chịu đeo mặt nạ. Nhưng mà đâu sao, nó đeo mặt nạ thì mình không làm cho nó thôi. Nó không chịu đeo mình không làm thôi. Em thấy này, cái này là cái hoa này anh làm chỉ là vòng tròn thôi này, em thấy một tròn, hai tròn, ba tròn, bốn cái tròn. Em thấy không Bella? Này thấy không, thấy làm bốn cái tròn này không? Dễ dàng lắm. Thì đó, mình nó vô mà nó không chịu đeo mặt nạ thì thôi, mình sorry nó thôi. Tao yêu cầu mày phải đeo mặt nạ thì tao mới làm, không thôi tao không làm. Chứ khi nào hết dịch rồi mày trở lại thì lúc đó tao làm cho mày không cần đeo thì không sao, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ dịch nó đang cao quá mà phải đeo chứ.
mà nó đúng ra là nhiều người biết trắng cái tổng lì lắm mà tao không biết sợ là gì đâu, bởi vậy nó mới tăng như cao như vậy. Đúng rồi đây em, kỹ cho mình thôi. Hello Stacy, mình kỹ cho mình, nó phải là mình không đâu, rồi còn gia đình mình nữa mà, bạn bè mình nữa. LC, tại sao bây giờ em mới vô? Em đi đâu? Em khỏe không? Dạ em hay gọi hoa này là hoa ốc sên. Ồ, ốc vậy, ốc sên đó hả? À. Em có mấy cái hoa? Hình như là em có hai cái hoa đẹp lắm á. Ồ, hoa. À, Bella. Em có hai cái hoa đẹp lắm á, anh nghĩ. Em kỹ lắm, chụp gì vui. Má nhận câu ra luôn à, ừ thì đó, phải bảo vậy mới được. Đó, đẩy nó ra ha. Nhớ là cứ đè nó là đẩy, đè đẩy, đè đẩy. Đè đẩy hồi nó ra, cái gì hết trơn á, dễ ẹt. Thua. Nó thiệt luôn như bộ thua thôi gì. Em đi shopping ngày sướng vậy ta. Tức ghê. Phạm Kim Dung. Em gì? Em tức cái gì? Hoa của em bị sao mà em tức? Hả? À, Kim Dung. Hai câu hoa của em bị gì mà em tức? Nói cho nghe coi. Hai em ha, thêm em nữa. Nhỏ nhỏ ở dưới này đi. Đây. Ba em hoa cho nó đều. Tiếc lầm quá. À, nhớ ha, cứ để yên đó ha. Đấy nè, nhẹ nhẹ nè ha, khúc này mình làm cái bông nhỏ thôi, mình không có làm nhiều tại vì cái này bự rồi, từ từ nếu mà mình xuống dưới này mà nó bự quá thì là lại mất cái hay đi. Bạn nhớ là như vậy. Ok. Nhỏ nhỏ thôi. Thì nó mới đồng đều. Hello Annie Trương. Em khỏe không? Rồi đó, thấy không? Hello Lì Lợm. Lì Lợm khỏe không em? Hello Hạnh Trần. Em khỏe không? Nghe anh khen mà em tức nãy giờ. Em thấy đến lúc khúc hoa anh hào hứng quá trời quá đó. Rồi em tức hả? Ừ, anh biết mà, anh biết anh tức à. Thì bữa nào anh sẽ nhắc tới cái hoa của em. Bữa nào anh sẽ khen cái hoa của em đẹp. Đó. Đó, em thấy cái này ba cái hoa được này ha. Đó. Ráng làm sao cho ba cái hoa nha. Rồi hai cái hoa, nó đúng ra là hai hoa cũng đẹp. Rồi, đó mấy bạn thấy chưa? Xong coi như là mình xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ sơn lên, dầu lên rồi mình sẽ chùi sạch sẽ rồi mình sẽ chụp hình cho mấy bạn coi. Em đi làm, đi làm rồi hả? Ly làm vui vậy. Làm ok không em? À, nhớ là mình sơn dầu đây này, đó cho nó. Đừng mấy bạn mà muốn chụp hình đó, mấy bạn nhớ cớ mấy bạn sơn dầu lên như vậy này. Anh nhắc hay anh ngắt? Anh ngắt hả? Anh ngắt. Ừ, hoa là phải ngắt chứ. Anh ngắt hai cánh hoa. Ừ. Cái bông 3D hả?
Anh nói không rõ hiểu lầm chết. Này bạn coi này ha, thấy chưa? Ok, nhớ là như vậy là mấy bạn nhớ mình chụp hình đó, mấy bạn bỏ dầu lên đó, mấy bạn đừng có để nhiều dầu quá. Mình để nhiều dầu quá mình chụp hình đó, mình thấy nó dầu, nhìn nó kỳ lắm. Chứ khó đó, cho nó như vậy này, mấy bạn làm như vậy thì mình chụp hình nó sẽ đẹp hơn này. Thấy không? Đẹp mê hồn luôn ha, đẹp không em? Rồi đó. Này, coi này không? Sơn cho thật đều xung quanh. Để cho nó che mấy cái da tay người ta bị nhiều khi người ta không có da, người ta không có đẹp đó. Nó nhờ cái dầu này nó che đi. Để mình chụp hình nó mới đẹp. Các bạn nên nhớ là như vậy này, cái lúc này đó mình lúc này khách khó, rất là khó tìm. Và những bạn và những anh chị và những em nào đó mà muốn lấy khách trên mạng đó, thì có một cái là mấy bạn nên coi như thế này, vô vào đi vào cái Instagram. Đi vào Instagram đó, mình tạo một cái account trong Instagram, rồi mình chụp hình những cái hình của mình đang có nè, mình lấy mình bỏ lên đó, mình làm, mình tag cho những cái Instagram, những cái hashtag đó, mình lấy sách xuất sắc luôn em, đẹp mê hồn luôn. Ok, nghĩ sao là vậy luôn, chắc xỉu. À, cái gì đó Kim Dung. Anh nghĩ sao anh làm vậy à? Anh nói mà anh ngắt là anh ngắt à. Hoa là phải ngắt chứ. Phải ngắt hoa nó mới đẹp chứ. Đó. Ước gì mình được như anh ấy. Trời ơi, ước gì vậy? Em cần gì ước. Tới đây đen làm cho em bộ này. Hả? Anh chỉ luôn cho em làm luôn này. Làm cho bộ xong rồi chỉ nghề luôn này. À, thấy không? Đẹp không em? Rồi đây này, mày coi này, mấy bạn coi. À, cái màu này, cái bộ này là cái màu này nó rất là... À, đây mấy bạn nhìn này, cái màu này nó rất là... Cái màu này nó thường thường tại vì xưa đến nay ít người chú ý tới những cái màu này lắm. Đa số là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu đủ màu hết. Nhưng mà từ xưa ra cái màu gray này rất là đẹp nha mấy bạn. Cái màu gray này của Chisel này. Chisel này trong cái collection này, cái màu này là cái màu 116 này, mấy bạn thấy chưa? À, mấy bạn sở hữu đây, những cái màu này đây. 116, mà cái màu OM85A này là cái màu này có cái kim tuyến à. Nó ống ánh ở dưới này. Ha. Rồi cái màu 103. 103 là cái màu này đây này, 103 là cái màu này là màu 103 này. Còn cái màu gray này là 116 này. Nó nằm trong collection của cái bộ gọi là Tiffany collection á. Các bạn thấy không? Ừ, nó những cái màu này nó coi vậy chứ mà nó rất là sang. Mấy bạn nhìn kỹ lại mình thấy những cái màu rất là sang. Nè. Đẹp không? Mà nhờ thêm được cái đẹp nữa là nhờ thêm được cái chai này. Nếu mà không có cái chai này thì cái bộ móng tay này sẽ không được đẹp như vậy đâu. Cái chai này rất là quan trọng. Cái bóng này này, khi mình chụp vào, mình nhìn vào, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái độ bóng này. Thì mặc dù cái màu nào nằm ở dưới cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cái chai này này, nó làm cho cái móng tay của người ta, nó nói lên cái sự sang trọng của cái móng đó. Đó, thấy không? Mấy bạn thấy không? Ok, thôi bây giờ anh để vậy. Chưng hết em chụp hình đi anh. Đây anh để vậy đó, đó, nè em chụp đi, mấy em chụp đi nè. Cần gì chụp, trời ơi, lát nữa anh chụp rồi anh bỏ lên trên mạng, em tha hồ em lấy xuống. Mấy em muốn lấy hình của anh thì cứ tha hồ nha. Các bạn và các anh chị này nè. Có những bạn nào mà cần những hình ảnh để mà mình promo cho tiệm của mình á, và mình làm bất cứ một cái gì, thì tất cả những hình ảnh trong của công ty Chisel Nail Art và David của David Hoàng, các bạn và các anh chị lấy tự nhiên, không cần phải xin phép. Mình cứ lấy về đi. Mình bỏ lên trang cá nhân của mình bỏ lên trang, mình bỏ đâu mình bỏ, miễn làm sao mà nó có thể giúp được các bạn thì các bạn cứ tha hồ lấy. David không có quan tâm về vấn đề mà copyright gì mấy cái này cái kia. Trời ơi, mình làm ra để cho public mà, không cần phải copyright. Các em cứ lấy về
bỏ vào trang cá nhân của mình hoặc là mình làm cái gì đó để quảng cáo, để mà mình làm sao tốt cho mình thì các em cứ tự nhiên lấy nha, không cần phải xin phép của anh, tự nhiên ha. Rồi bây giờ thôi, bây giờ anh xin phép các em nha, mình bye bye, mình sẽ chụp hình để lại cho các bạn coi. Tối nay mình sẽ đăng lên cho mấy bạn coi, và mấy em ở Việt Nam chúc các em ngủ ngon. Bên Pháp thì ngủ sâu hơn. Ở Cali thì bây giờ bắt đầu đi sửa soạn đi làm rồi đúng không? Rồi thôi, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye everybody. Đây ba màu đó đây. Lấy hình tha thì tha hồ vậy, lấy anh sao Siêu Vinh. Trời anh còn dễ lấy nữa, em muốn không? Anh tặng em luôn nè. Hả? Bella. Nè, where are you? I'm in Orlando, Florida. Orlando, Florida. Okay.